Mến chào quý vị và quý khán thính giả đã đến với kênh Radio Tâm Linh và khung giờ phát trực tiếp. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 10 của bộ truyện Hình xăm sinh tử để xem chiến lược của người chết và Nico Bạch Cúc có thể đưa được hồn thiện của chị mình về hay không nhé. Không làm mất thời gian của quý vị thêm nữa chúng ta hãy cùng vào câu chuyện ngày sau đây. Vách đá trước mắt trèo leo, cao bút tận chân trời xanh mà Nico Bạch Cúc bước đi trong vô định, tựa như có con đường vô hình đang không ngừng ẩn hiện dưới mỗi bước chân. Tôi lo lắng hỏi với Theo: "Đi cô ổn không? Tôi không sao. Đi cô thấy gì? Tôi thấy một con đường màu đen được đát bằng đầu lâu và dương trắng. Xung quanh là sương mù đen dày đặc. Tôi không thấy lối đi, nhưng con đường dưới chân rất rõ ràng." đó là địa ngục dẫn đến địa ngục xương trắng đó. Tên Quỷ Lùn kích động kêu lớn lên, nhưng con đường ấy duy chỉ có Nico Bạch Cúc nhìn thấy. Trước mắt chúng tôi vẫn chỉ là vách núi đá treo leo, chót vót. Bóng Nico quất xa dần, xa dần, trước khi biến mất vào sâu trong núi. Tôi và Tên Quỷ Lùn hồi hộp chờ đợi bên ngoài, hết đứng rồi lại ngồi. Một lúc sau, bỗng nghe ầm ầm rung chuyển như sấm sền. Từ trong khoảng không trống rỗng hiện ra một vòng giấy đen, tựa như tấm gương thần khổng lồ, nhìn sâu vào bên trong có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của hai người. Một người đứng trong góc, dường như là Nico Bạch Cúc, người kia còn lại đang ngồi trải đầu trước gương, khung cảnh tựa hồ như đang ở trong một căn phòng, bóng dáng thấp thoáng mơ hồ, không thể trông rõ. Có chuyện gì vậy? Tôi và cậu không có hình xăm, làm sao nhìn được cảnh bên trong? Tên của lùn ngạc nhiên hỏi Tôi suy nghĩ một chút mới nói Có lẽ người sống đi vào có chết Nghịch với lẽ thường Nên đã cưỡng bớp cánh cổng âm dương mở ra Lúc này nghe vọng ra tiếng nói Chị ơi Em đến rồi Em là bệnh cúc đây Chị ơi Bóng dáng lặng lẽ Ở góc phòng rụt rè Tiến lại sau lưng bóng người đang ngồi trải tóc Tôi thì thầm Lần đi cô bạch cúc. Bạch cúc, em nói xem, chị có đẹp không? Nếu như chị có mách tóc này trông chị thế nào, có đẹp hơn không? đi cô bạch cúc gật đầu, nhỏ giọng đáp. Đẹp chứ, chị lúc nào cũng đẹp hơn em kia mà. Nếu chị mà để tóc Thì đương nhiên là xinh đẹp tuyệt trần Nghe dứt câu trả lời Ác Linh đột nhiên toàn thân nổi vần vệ gân danh Thè có lưỡi dài như con rắn độc ra Nước dãy chảy xuống rầm dòng Nghèn nghẹt, ngẹt, mắng giọng Giả dối Tất cả giả dối Mày ở đây đạo đức giả cho ai xem Tao xinh đẹp hơn mày Tại sao mày có tất cả của tao thì không Tại sao Mày giành lấy mọi thứ của tao Tại sao Ác linh vung tay đập vỡ tấm gương, xoáy đèn hiện hiện bên ngoài cũng trao đảo xoay vòng như xoáy nước bị khuấy đảo dữ dội. Tấm gương rơi xuống đất vỡ tan tành, những mảnh gương vỡ bắn tung tế hóa thành những mảnh hắc khí tụ lại vào với nhau, cảnh tượng như một vòng xoáy đảo luẩn quẩn lặp lại hết lần này đến lần khác không có hồi kết, tàn vỡ rồi lại khôi phục như cũ. Nico Bạch Cúc không khỏi hoảng loạn khi chữ gái cứ lặp đi lặp lại câu hỏi cũ rồi lại biến từ bộ dạng con người trở thành ác linh, thè lè cái lưỡi, mặt mũi nổi đầy gân xanh. Lồng ngực căng tức oán khí dồn lên trên, khiến trong mắt lồi to như hai con ốc nhồi, vằn vẹn những đường gân máu đỏ quành quạch, gớm nghiếc như bị chào cổ chết vậy. Chị à, chị nghe em nói, lúc nào chị cũng xinh đẹp nhất trong mắt em, chị luôn xinh đẹp hơn em thật mà, em không nói dối chị. Chị còn nhớ không, khi chị em mình bị bỏ lại nơi này, không có một ai thân thích. Chị vẫn luôn bên em, yêu thương em, tốt với em. Những khi em bị sư cô Phật quỳ không cho ăn, chị lúc nào cũng nhường phần cơm cho em. Chị em mình nương tựa lẫn nhau, chị thay cha mẹ chăm sóc cho em. Mãi mãi là người chị tốt của em. Chị tỉnh lại đi, em không muốn chị em mình cứ như thế này mãi đâu. Chị à! Nhi cô bạch cúc bật khóc, nước mắt ngưng động, chạm vào những mảnh hắc khí vỡ Tùng ra giả dạ, dối giả dạ, dối mày nói mày yêu thương tao biết ơn tao tôn trọng tao vậy tại sao người tao yêu thương mày cũng cướp mất mày nói chị em nương tựa vào nhau thế sao lỡ bỏ tao lại một mình đi hoàn tục lấy chồng tại sao sao lại để cho nguyễn vinh giết tao giả dạ, dối nước mắt của mày những lời của mày nói tất cả đều là giả tạo giả tạo ác linh nổi giận đùng đùng ngày càng trở nên điên cuồng vô số mảnh hắc khí bọc quanh thân vỡ tung ra bay lên cao tạo thành một cỗ hắc khí nặng trịch như đám mây đen vần vũ sấm chớp giật đùng đùng sắp chuyển mình chút xuống trận mưa rồng án khí bộc phát vô cùng đáng sợ nhưng như cô bạch cúc không hề sợ hãi từng bước từng bước tiến về phía mây đen ảm đạm bao trùm ôm chặt lấy thân thể nhão nhét như bùn của chị gái khiến tôi và tên quyền luôn ở bên ngoài chứng kiến cái cảnh ấy không khỏi bất ngờ nico không sợ chết sao. trước cân giận sục sôi của chị gái nico bạch cúc không có ngần ngại đưa thân mình lao vào ôm chầm lấy chị hét lớn chị chị ơi em rất tiếc em xin lỗi chị trên đời này chỉ có một số thứ không thể chia sẻ Chị Chị hiểu mà đúng không Tình cảm Là thứ không thể chia sẻ Nhưng nhưng em sẵn sàng cho chị tất cả Em thương chị Vô cùng biết ơn tôn trọng chị Chưa bao giờ em nghĩ sẽ làm chị buồn đau đớn tổn thương Cũng chưa từng rời bỏ chị Nguyễn Vinh làm hại chị Chuyện đó em không hề ai biết Em thể Tất cả chúng ta Từ vô thị kiếp Đến nay đều là những người lầm lỗi đã từng phạm rất nhiều lỗi lầm, đã trải qua rất nhiều cảnh giới, đã từng làm thú, làm thần tiên, làm người, làm ngạo quỷ, hay vào địa ngục. Nhưng này, ta đã biết đến Phật Pháp, có duyên gặp Phật Pháp và tu hành. Xin chị nghe em quay đầu là bờ, buông bỏ đổ đau, quay đầu trở về, bến xác ngộ đi chị. Chị, chị đừng tạo thêm ác nghiệp. Lý cô nơi thiền viện liên hoa, Bọn họ đâu có tội tình gì Quay đầu không bao giờ là muộn Những vết ố trước đây Rồi sẽ gột rửa hết mà chị Ác lành dững giờ trong phút chốc Bất chợt cười lớn lên Như điền như xài vậy Bắn ra những mảnh hắc khí Sắc lẹ như dao Cứa vào thân thể của Nico Bạch Cúc đến bề vết móc Nhưng Nico Bạch Cúc không có buông tay Vẫn cứ ôm cưng lấy người chị gái như chịu trận Đến nỗi nôn ra máu tươi Vẫn nhắm mắt chịu đựng <cười> <cười> em gái yêu thương của tôi Nói Nghe còn hay hơn hát Đúng là cái loại giả tạo Chỉ giọt mồm mép quyến dụng đàn ông Em nói xem Ngoại trừ tình yêu thì em còn cái gì mà cho tôi Sinh mạng sao Có dám không Được Sinh mạng Có giá gì Chị cứ lấy đi nếu giết em có thể giải trừ oán ký của chị chị có thể nguôi cơn giận quay đầu là bờ, em sẵn sàng nico bạch cúc nói không chút do dự ác linh không chút trần chờ, lập tức lè lưỡi quấn quanh cổ nico bạch cúc siết chặt như sợi dây thòng lọng nhấc bổng nico lên không trung nico bạch cúc không chút kháng cự ánh mắt vẫn hướng về phía chị gái đầy yêu thương hai hàng nước mắt cơ thế chảy dài môi cũng mấp máy nhưng muốn nói một điều gì đó với ác linh trước khi chết tên quỷ lùn nhào tới đừng đừng tin cũng mày mà tôi kéo lại kịp không có hình xăm cử đầu ma dẫn để hiển lộ con đường dẫm lên công trùng thế nào cũng rơi xuống vực thẳm nico bạch cúc cũng quá ngây thơ rồi ác linh không thể nhìn thấy nico dẫu có giết chết cũng không thể nào nếu Nico không có tự nguyện hiến dâng mạng sống. Tôi muốn cứu Nico cũng không có cách nào vào trong được, đành phải đứng nhìn Nico mắt cứ mờ dần, mờ dần đi. Trong vòng siết chặt của các lưỡi ác quái kia mà không có làm được gì. Duy chỉ có Nico dường như rất nguyện ý để chết đi, không cầu ai cứu lấy mình, trên môi vẫn nở một nụ cười tinh khiết, trắng ngần như đóa bạch cúc, dẫu như sắp tàn đến nơi trong vòng một tích tắc cận kề giữa làn danh cái chết và sự sống đột nhiên ác linh nới lỏng các vòng lưỡi quấn thả nico bạch cốc rơi xuống nico ôm cổ hò lên sặc sụa còn ác linh thì nhìn chăm chăm vào nico lạnh lùng nói mà cút đi mày muốn tao giết mày để người đời cho rằng tao là ác nhân xấu xa còn mày lúc nào cũng cao quý tiết hạnh muốn lừa tao sao không dễ đâu Còn mày không mau cút khỏi đây Sẽ bị nhốt lại trong núi này mãi mãi Sẽ giống như tao Bị đọa đầy ở chốn ngục này Mau cút đi ngay cho tao Từ giờ Đừng bao giờ quay trở lại Nicole cô Bạch Cúc Vẫn không bỏ cuộc Cố gắng gượng ngồi dậy hỏi Chị Chị còn nhớ chiếc lược đen đó là Ai đưa cho chị không ác linh nhìn chiếc lược trong tay bỗng ngẩn người ra hồi lâu dường như nhớ đến điều gì đó sắc mặt bỗng đổi khác nhưng vẫn không nói gì mà cúi đầu im lặng chiếc lược đó <laughs> là em tặng cho chị người đó em nói với chị tiếng gì chị chị có nhớ không ác linh máy móc nói cố nhớ em gái tặng được nói đó là phụ nữ thì người bình thường hay đang tu hành đều có thể mang bên mình một chiếc lược em tặng nhưng chị không nhận chị nói chị là chủ tọa của thiện viện trách nhiệm dẫn dắt các nị cô khác gánh nặng trên vai không được phép hoàn tục thì còn cần để làm gì lời của nico bạch cúc đáp lại khiến cho ác linh bây giờ đây trong đầu của nó những ký ức cứ thâu ra tuôn ra ảo ảo bộ dạng cầu chỉ như bị thôi miên từ trong tâm thức nói ra cứ đều đều người hỏi người đáp đều đều người nhắc lại người kể về chiếc lược đầy oán khí ác linh lại nói Chị không lấy chiếc được Nhưng em vẫn nhét trong tay chị Bắt chị phải giữ lấy Còn nói Phụ nữ nhất định phải có một chiếc lược cho riêng mình Biết đầu ngày nào đó Tóc chị mọc dài ra Rồi chị muốn đôi tóc dài lại thì sao Thì em hay bớt một chiếc lược Thì có sao đâu chứ Em còn nói rất muốn nhìn xem lúc chị đệ tóc dài sẽ như thế nào. Chắc chắn chị của em sẽ xinh đẹp tuyệt Trần. Còn nói với chị “Em thấy để tóc hay không để tóc Cũng đâu có quan trọng chỉ là hình thức mà thôi không ảnh hưởng đến sự tôn kinh và yêu mến của Đức Phật vẫn có rất nhiều người tu hành nhưng người ta vẫn để tóc đó thôi, ác linh trong vô thức đột nhiên bật cười chè miệng nói <laughs> chị máng em là bất kính ăn nói linh tinh nhưng vẫn giữ chiếc lược còn nắm trong tay rất chặt rất chặt nico bạch cúc mắt rừng rừng nói trong nghẹn ngào chị cũng tặng em một chiếc lược Chị nói Chị thấy lược Rất hợp với tóc em Nên đã mua cho em một chiếc Chị muốn trải đậu cho em trong ngày gả em đi Chúc phúc cho em Trong ngày em xuất giá Tiện em lên xe hoa về nhà chồng Sau này phải thật hạnh phúc Đến lúc này đây Hai chị em đều dàn ruộng nước mắt Ác linh trải chiếc lược Lên mái tóc rối bùa của Nico Bạch Cúc Khóc dòng mà rằng một trải trải tới đuôi đi cô bạch cúc nghẹn giọng tiếp lời tình duyên phật đứt đoạn ác linh run rồn chiếc lược thấm nước mắt mà than hai trải răng long đậu bạc Bà trải con cháu đầy đàn Duyên kiếp này Chẳng cùng người trong tâm Người đoán xem Sao ta cười rồi lại khóc Nico cô Bạch Cúc Nắm lấy bàn tay của ác linh tha thiết gọi Chị Chị ơi Ác linh đột nhiên Ôm lấy đầu quay cuồng Toàn thân rung lắc dữ dội tự như chuyến xe hồi ức tốt đẹp qua chị em vừa mới nối lại đã chật bánh khỏi đường dây văng ra chới với giữa không trùng ác linh hoảng loạn gào thét trong tuyệt vọng không tôi không nhớ tôi không nhớ tôi không nhớ gì hết tôi là kẻ tội đồ tôi là người xấu tôi có lỗi với em gái với các ni cô trong thiền viện tôi có tội với đức phật tôi không muốn nhớ lại tôi không muốn nhớ đau đầu tôi đau đầu tôi đau đầu quá nico bạch cúc ôm lấy ác linh mà khóc ác linh cũng bật khóc theo tiếng khóc tiên lương nghe vang vọng khắp cả tù viện núi đá ở trên dường như cũng nghe thấy tiếng khóc đó mà rung chuyển những vằn vẹn xanh đỏ chảy trôi theo nước mắt dần gột rửa đi chiếc lưỡi dài gớm ghiếc cũng thu về rũ bỏ bùn nhơ trở về hình hài của con người là một nico thuần khiết bộ áo cưới màu đỏ chất chứa đầy oán tiệm mặc trên người có lẽ do Nguyễn Vinh đã mặc cho Nico diệu hạnh, để khi Nico chết đi, trở thành oán linh, thế mạng cho Nico bạch cúc. Lúc này đây, đã hóa thành một y phục tu hành, hoàn toàn khôi phục thiện căn. Thành công! Thành công rồi! Tên quỷ lùn nhảy cẫng lên vui sướng. Phần hồn tốt đẹp, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. May quá, vậy là kết thúc rồi. Chưa Chưa đâu! cậu có thấy chiếc lược ni cô bạch cúc đang cầm kia không lược của bạch tuyết phải rồi vẫn chưa kết thúc ni cô bạch cúc lúc này mới quỳ xuống lau nước mắt cho chị gái vuốt ve bàn tay trên khuôn mặt trái xoàn, đường nét hiền hòa của chị nhẹ giọng khuyên luôn chị ơi em chưa từng trách chị em biết các đi cô trong thiền viện và đức phật cũng dang rộng vòng tay tử bi tha thứ cho mọi lỗi lầm vẫn còn cơ hội quay đầu mà em xin chị đừng phạm sai lầm nữa chị vẫn còn có thể quay đầu hay sao em thật đã tha thứ cho chị rồi không còn giận chị chứ nico diệu hạnh rưng rưng nước mắt mà hỏi nico bạch cúc gật đầu chị cũng tha thứ cho em chứ Hai chị em dầm dầm nước mắt nhìn nhau Ôm chặt lấy nhau Hồi lâu mới buồn nhau ra Chị ơi Em chạy đầu cho chị lần cuối được không Người chết rồi Cũng phải trải đầu mới được chứ Nhà chị Nhi cô Bạch Cúc Muốn trải đầu Dùng cái cách nũng nịu mà nói với chị gái Nhi cô Diệu Hạnh ngăn dòng nước mắt đang trực trào bật cười. cười ừ được chứ được chị chị ngồi xuống đây cô diệu hạnh ngồi xuống ghế xoay mặt nhìn vào trong gương cô bạch cúc đem chiếc lược của công chúa bạch tuyết ra trả lên mỗi một lần trải lại kéo theo một sợi tóc đen nhánh dài ra cứ như thế trải đến khi tóc đen phủ kín cả đầu, đổ dài xuống lưng như một giả lụa màu đen óng ả à, mới dừng tay trải. Lúc này, một khối oán khí màu đỏ từ như ở trên đấy trồi lên, thoát ra khỏi đỉnh đầu của Nico Diệu Hạnh, vỡ tùng ra, tan biến vào trong không trung. Chả thì xong rồi, oán khí đã hoàn toàn giải trừ. Phép thuật đen, của phù thể, cũng đã mất tác dụng. Phản ngược về phía lão tà Tất cả được cứu rồi Được cứu rồi Tên quỷ luôn Nhìn cảnh hai chị em chia ly cũng rầm rầm nước mắt Đi cô diệu hạnh Nắm lấy đôi bàn tay gầy gộc của cô em gái nhỏ Cất giọng hiền từ Bạch Cúc à Chị xin lỗi Xin lỗi em nhiều lắm Tới lúc Đã tới lúc chị phải đi rồi em ở lại phải sống thật tốt nói với các ni cô trong tiền viện chị rất hối tiếc vì đã gây ra cho bọn họ giờ đây chị có xin lỗi trăm ngàn lần cũng không hết tội xin lỗi vì đã không hoàn thành trách nhiệm của một vị chủ tọa xin lỗi vì đã không thể quỳ dưới chân đức phật dưới chân các sư cô để cậu xin tha thứ xin lỗi em vì nó không thể làm người chị tốt thay cha mẹ chăm sóc em Kim này không thể là một người tốt hẹn kiếp lai sinh xin trả món nợ kiếp này tạm biệt bạch cúc lời của nico vừa dứt tấm gương trước mắt lách tách vỡ vụn vỡ tung ra thành những hạt bụi mịn, lấp lánh như bụi ngân hà, kết thành một dải cầu vòng bảy sắc. Chiếc lược đen trong tay Nico diệu hạnh rơi xuống, hóa thành một giọt mực màu đen đặc quánh. Nico từng bước, từng bước đi về phía cầu vòng, thân ảnh dần mờ nhạt hòa lẫn trong bụi không. ẩn oán qua đi, oán khi kết tụ được giải trừ, Nico diệu hạnh không còn là sơn yêu, chịu sự điều khiển của thầy phù thủy nữa, đã có thể đi đầu thai. Tuy nhiên, kiếp này Nico hại chết quá nhiều người, e rằng kiếp sau phải đoạn lạc vào cõi xuất sinh, không được tiếp tục để làm người. Nico bạch cúc chấp tài niệm, vọng tưởng chẳng cần cưỡng diệt, trận như hà tất cầu tìm, trước tu tư tinh bản nguyên, mê ngộ nào chia sâu trước giác ngộ Giây phút thành chính quả Mê lầm Phạt kiếp vẫn chậm luôn Nếu như ý Nghĩ hợp bản chân Vô số tội kia Đã diệt hết Lúc này Nghe quanh núi vọng tới tiếng gà rừng Thi nhau ỏ ó Cất tiếng gáy vàng Vọng xoáy đen tựa như tấm gương Đang chiếu soi Cũng từ 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 đóng lại <laughs> Nico Bạch Cúc Mau ra ngoài Từ trong địa ngục xương trắng Nico phóng hết tốc lực Chạy như bay trên con đường đầu lâu Những mảnh xương trắng lót ở dưới chân Lách tách rơi xuống Tất thảy đầu lâu Giống như đang sống dậy Há to cái miệng Rồi lại đóng như con sò vậy Xương hàm va đập vào nhau Nghe cứ cảnh cạch Cảnh cạch Con đường lở ra Rơi xuống Càng lúc càng nhanh Bám theo sau gót chân Nico Bạch Cúc chạy về phía trước mồ hôi ướt đẫm lưng chỉ chậm chân một chút nữa thôi sẽ rời tõm vào trong vực sâu không đáy bất cứ lúc nào trước khi lối ra hoàn toàn đóng lại nico đã liều mạng lấy đà phóng ra bên ngoài cũng may vừa kịp lúc nhưng lúc ra tới ngoài thì mất đà chới với một chân trong một chân ngoài dẫm lên không trung trượt chân khỏi mé vực rơi xuống tôi chụp lấy cổ chân của nico bạch cúc kéo lên nhưng không đủ sức bị sức nặng của Nico kéo nhòi người, nửa thân gần như nhòi ra khỏi mé vực. Tên quỷ lùn cũng ra sức giữ lấy cổ chân của tôi mà kéo, nhưng ba người mỗi một lúc càng trượt dài, sâu hơn ra ngoài vách núi. Dùng sức đi! Tôi hét lớn, tên quỷ lùn nghiến răng nghiến lợi, hét trả lại trong bất lực. Không, không kéo nổi! Cũng phải thôi, anh ta nhỏ bé như thế, sức nào mà kéo nổi hai người? Nhưng cứ đà này thì không chỉ Nico Bạch Cúc mà ngay cả tôi cũng bị Nico lôi xuống vực. Cả thân người gần như bị kéo sát ra ngoài rìa vách đá rồi. Ngay trong thời khắc tuyệt vọng thì Nico đạp được vào một gồ đá nhô ra, lấy đà, bật lên, bám vào vách đá dựng đứng. Từng bước một tìm chỗ đặt bàn chân lấy đà trèo lên. Cả bà khi đã an toàn rồi, lập tức trở về thiền viện liên hoa. Tôi không khỏi lo lắng cho gã chọc. Không biết Gã ở đó đã ứng phó với các Nico sao rồi. Có mất miếng thịt nào hay không, nhưng dường như tôi lo lắng vô ích rồi. Tới nơi, thấy gã đang ngồi trên một tảng đá, ngơ ngác nhìn các ni cô sóng xoài trên đất. Nhìn thấy ba người quay lại, hắn xua tay phân trần. Ê, không phải tôi đánh đâu. Tôi dưng khi nãy không biết có chuyện gì xảy ra. Các ni cô đang hung dữ, nhào tới đánh tôi. Bỗng dừng trợn mắt, đứng cứng cả đời như tượng. Rồi tôi từng người từng người ngã xuống đất, mấy chiếc lược nico đang cầm rồi hết xuống chạy thành cái nước đen xì xì như mực rồi biến mất điều không có sao oán khí đều đã được giải trừ mấy nico này chỉ hôn mê chút thôi lát sẽ tỉnh lại mà ông làm gì cuống lên thế tên của lùn chưa chọc mọi người chưa dẫn đâu à cá chọc phản bác trong vài ngày sau đó cả ba người bọn tôi vẫn nán lại trong thiền viện liên hoa cho đến khi các Nico trở lại bình thường không một ai nhớ đến những chuyện đã xảy ra vẫn vui vẻ hòa nhã và an ổn Nico Bạch Cúc đã lựa lời kể cho bọn họ nghe nhưng còn chuyện hóa thành ác thần dụ dỗ và hại người thì Nico cho rằng đó là do ác thần xấu xa đã làm các Nico trong thiền viện liên hoa vốn không có tội tình gì cả nên Nico Bạch Cúc đã bí mật lược bỏ những tình tiết liên quan đến ác thần thiền viện sau đó đã mở cửa trở lại, chỉnh đốn lại các trang tu và tượng Phật. Ngày ngày khói hương nghi ngút, nhưng Nico Bạch Cúc đã rời đi không một lời từ biệt. Suy cho cùng, thì nơi đây với Nico chỉ là nơi an trú, chưa từng là nhà. Người nhà Nguyễn Vinh vẫn đôn cho rằng Nico đã chết, nên mới để yên cho thiền viện. Nếu họ biết Nico vẫn còn sống, sẽ trình thêm lắm chuyện đôi thôi, ảnh hưởng đến những người vô tội. Trước khi đi, Nhi cô Bạch Cúc trao cho tôi một chiếc lược bảo tôi. Đừng sợ, đây là lược sống không phải lược chết. Lược này là của chị gái tặng cho tôi. Tôi không có thứ gì giá trị, chỉ có chiếc lược này là quý giá nhất. Nhờ thí chủ đem tặng cho lão trần mù làm quà. Thay tôi gửi lời cảm ơn đến ông ấy, đã gửi các thí chủ đến đây giúp đỡ. Nhờ có các thí chủ mà thiền viện mới được cứu. Chị tôi cũng được giải trừ oán khí, được đầu thai chuyển kiếp. Sau đó, rời đi mà không ai biết Nico đã đi đâu. Chỉ còn lại ba người đàn ông cũng không nên nắn lại lâu ở trong thiền viện. Chỉ toàn cắt Nico quá lâu, nên ba người chúng tôi cũng chào từ biệt rồi xuống núi. Tên quỷ lùn tức tối. Lần này chúng ta chạy ra chóc phải. Tôi thì bị huyết thì cắn cho thành thầy mà. Ông chọc Bị đánh cho thường tích tẩy mình Chỉ có cậu là còn đỡ Nhưng cậu cắn Thì cái lão trần mù nhận hết Mắc gì phải biết ơn lão ấy mà không phải chúng ta Cậu nhất định Phải đòi lão ta cái hình xăm Cậu, cầu đầu ma dẫn Xăm cho Nico cả tiền đền bù Cơm thuốc cho bằng được đó Tôi phì cười. cười Thôi Coi như làm chuyện tốt Cứu một mạng người Hơn xây bảy tòa kiểm chùa Ông cứu được bao nhiêu Nico công đức để đâu cho hết tức giận cái gì chứ kiếp sau biết đâu ông làm phú nhị đại cao to đẹp trai đó chứ tôi trở về tiệm xăm tên quyền lùn và gã chọc đều ê e ẩm đến nỗi ngủ ni bì tôi không thường tiếc gì mấy lại nôn nao trong lòng nên một mình ra ngoài tìm tới chỗ lão chuẩn mù để hỏi lão ba câu về cha mẹ mà lão đã hứa với tôi trước đó khi hoàn thành được nhiệm vụ giải câu đố ở thiền viện liên hoa khi tìm đến chỗ lán trại dưới chân cầu vượt không thấy lão trần mùa ở đó tôi suy nghĩ một hồi nghĩ bụng chắc lão ta đi xem bói gieo duyên ở đâu đó nên toàn bộ trên cầu tìm quả nhiên thấy lão dựng một chiếc bàn tre trên ấy cạnh bên là con chó mực vẫn đi trước dẫn đường cho lão trước mặt là một thanh niên mặt mũi trắng trẻo tóc nhuộm vàng trông khá thời trang có chút gì đó côi ngô lão trần mùa sờ nắn bàn tay một hồi tôi đi từ xa trông tới thấy thanh niên tóc vàng tay chân run rẩy tuy không biết bói toán xem tướng như thế nào nhưng người run tay run chân khi còn trẻ như thế này chứng tỏ có bệnh thần kinh suy nhược sức khỏe suy si yếu ông xem xem khi nào tôi giàu thanh niên nghiêng đầu nhìn lão chuẩn mù đầy nghi hoặc cậu năm nay hai mươi chứ hả thanh niên dừng rốt Sao không biết? Đúng rồi, năm nay tôi 20 tuổi. Lão trần mù, sờ sờ tay. Bà cái trò còn nít. Giờ đảm thôi, có gì mà ngạc nhiên. Giờ tay đoán mệnh mà không tính được tuổi, thì còn tính đến mệnh vận nào chưa? Thanh niên hào hức hỏi. Vậy tính xem, khi nào tôi giàu? Lão trần mù cau mày đáp. Bàn tay này sinh ra Đã định sẵn Không tự mình Làm ra tài sản Trông trở vào bản thân Cả đời tay trắng Chẳng làm nên gì Nghèo sờ, nghèo sắc Thanh niên nghe xong Thì lập tức xa sầm nét mặt Tức tối muốn đứng dậy Đập cái sạp tre của lão Vừa hay lúc ấy lão kịp buông ra một chữ Nhưng... Nhưng thế nào? Tay cậu không có làm ra được thì nhỏ vào tay người khác cơ hội vẫn còn trước mắt trước mắt là đâu gần đây đang qua lại với một cô à không một bà cô nhà giàu phải không thanh niên tóc vàng gật đầu ờ đúng là một bà cô hơi lớn tuổi biết nhau qua bữa tiệc nhà người quen sau đó cũng hay đưa đi chơi cũng hạn chế nói chuyện lắm. Đúng là bà cô ấy, bà này nắm tiền nhiều bạc, nhưng quá buộng một mình, sắp tới mừng thọ lần 60 của bà ta. Ngay bây giờ, cậu phải chấp lấy thời cơ, chỉ cần cậu leo lên được người bà ấy, thì về sau sẽ được ấm thân, không có phải lo tiền bạc nữa. Chuyện ấy nếu thành công, thì vào ngày mừng thọ, cậu vừa được cho tiền lại còn được tặng cả xe hơi định. Thanh niên ngần ngại, ấp úng. Nhưng mà, nhưng mà bà ấy già quá, già bằng bà ngoại của cậu, thì bảo cậu làm sao leo lên người bà ấy chứ gì? Tôi nói cho mà biết này, cả cuộc đời của cậu chỉ có một cơ hội ấy để đổi đời. Cậu mà để vụt mất, thì cứ xác định ng à nghèo hèn cả đời đi. À, thôi thôi, được rồi, tôi phải đi ngay mới được, đi đây. Thanh niên tóc vàng phấn khích đứng lên, nắm chặt tay lão trần mù nói. Tôi mà giàu, nhất định, không quên ơn lão đâu. Nói giàu, để lại tờ 500 ngàn, ở trong cái đĩa rồi nhanh chóng rời đi. Lão trần mù lọ mọ, lấy tờ 500 ngàn nhét vào trong túi, đầm bẩm còn cả chặng đường gian khổ phía trước chưa tưởng lái máy bay bà già mà dễ ẩn đấy. Sao không hỏi tại sao? Bà ấy thành quá phụ chứ. Trần tay run lẩy bẩy. Khéo còn chưa hưởng thụ. Thì đã sụt bánh trẻ. <laughs> Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Này. Cái lão này tôi bắt được quà tăng. Lão bày vẽ cho người khác. Làm chuyện xấu nhá. Lúc này tôi tới gần rồi bộc tội của lão ra, lão trần mù nhún vai ai bảo ta bày vẽ chuyện xấu bày vẽ chuyện xấu cho ai cái ta nói là số mệnh còn khách lựa chọn là thế nào là do khách cả chứ liên quan gì đến ta tôi vừa mở miệng định nói thì bị lão lại cắt ngang này không phải đem đạo đức giả bắt bẻ Ta vốn không có đạo đức từ xưa tới nay. Nha Thôi cứng họng với lão Nhưng chủ ý của tôi đến đây tìm lão Là vì ba câu hỏi lão đã hứa với tôi Chứ chuyện người khác tôi không mấy để tâm Vừa mở miệng định hỏi lại Thì bị lão gạt phăng đi Cũng đừng có hỏi ta bà cầu ấy vội Vẫn còn chuyện Phải giải quyết đấy Này còn chuyện gì nữa Đừng có nói lão định nuốt đời đấy nhá. Quả của Nico bạch cúc đầu. À, à, suýt suýt chứ tự quên, đây. Tôi nói rồi, đưa cho lão chiếc lược. Lão nâng níu chiếc lược trên tay, rồi đưa lên mũi người người, nhưng muốn tìm trong đó chút mùi hương còn lưu lại. Từ người con gái mà ngày nào lão sáng mắt vẫn còn ngày đêm tơ tưởng. Người chán rồi đem cất vào trong túi áo như báu vật. Rồi được chưa? Hỏi đi. Ta đã hứa nhất định sẽ giữ lời. Nào, bà câu hỏi. Hỏi cái gì cũng được. Miễn ta biết ta sẽ trả lời. Tôi cũng không có lòng vòng. Hỏi luôn câu đầu tiên. Lão có biết ông nội tôi thật ra đang ở đâu không? Lão trần mù thờ dài. <laughs> Chuyện này phải bắt đầu từ hình xăm chín con rộng kéo quan xăm trên lưng lão cầu hình xăm này ní ra người kế thừa thuật xăm sinh tử đều phải có lão cầu có cha cậu cũng có người kế thừa khác tất cả đều có đây là loại hình xăm kế thừa huyết mạch xăm từ trong tĩnh mạch mà ra xương cốt người thợ xăm sinh tử chính là cần rồng. Cầu lông kéo quan ngoại thợ xăm sinh tử, chẳng ai có thể cánh. Người bình thường xăm lên, đều lãnh án tử treo trên đầu, thể nào cũng chết. Trong lịch sử, có hai trường hợp ngoại trừ. Một là cơ phát dẫn đầu tám trầm lộ chư hầu, thành công diệt trụ lên ngôi tuyển tử, gọi là chu vũ vương. Thứ hai là bạo quân tần thủy hoàng tiêu diệt sáu nước thống nhất thiên hạ có lời đồn cho rằng Chù vũ vương và tần thủy hoàng thực ra là hậu duệ kế thừa thuật xăm sinh tử nhưng độ xác thực thì không ai biết chỉ biết hai bậc đế vương này quả thực có hình xăm cẩu lòng kéo quan mà không gặp phải kiếp nạn do hình xăm mang lại ờ khoan đã nói đến đây tôi vội vàng cắt ngang lời của lão trần mù hỏi lão nói người kế thừa ai ai cũng có hình xăm chín dòng kéo quan chỉ hình như tôi không có để duy trì huyết mạch vậy sao tôi không có thậm chí còn chưa từng nghe ông nội tôi nói về mấy cái chuyện như thế này bao giờ lão trần mù nhíu mày lẩm bẩm gì chưa? không có hình xăm sao Nói rồi, lão lại gần, kéo lưng áo tôi lên xem. Thấy quả thật không có gì, gọi là cửu long kéo quan, mới tặc lưỡi. Quái lạ! Lão giả này đang tính toán cái gì vậy không biết. Cái này cậu phải tìm gặp lão ấy hỏi, trừ tả chịu. Lão trần mù không biết, tôi cũng đành chịu, nhưng trong đầu không khỏi thắc mắc. Hóa ra, thợ xăm sinh tử kế thừa buộc phải có hình xăm chín dòng kéo quan. Vậy tại sao? Ông nội không xăm cho tôi. Có vấn đề gì với tôi hay sao? Cụ thể, thì hình xăm ấy có tác dụng gì? Tại sao? Thợ xăm sinh tử, người nào cũng phải có. Chỉ từ một vấn đề không thể giải đáp mà trong đầu tôi nảy sinh ra vô số câu hỏi. Sắp tới, khi tích đủ tiền rồi, gặp lại ông nội, tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. thuật sầm sinh tử so với những thuật ẩm khác không phải thuật mạnh nhất. Tuy nhiên, là loại thuật tà ác và mà quái nhất có thể tạo ra cũng như thay đổi rất nhiều thứ mà những thuật ẩm khác dù tả dịch đến đâu cũng không thể làm được. Ngoài chấn áp tả ma, chứ yêu diệt quỷ, còn chiêu được đảo hoa, thu hút tài lộc thay đổi cả vận may thay đổi cuộc sống thậm chí thay đổi cả tướng mạo phải gọi là đệ nhất ẩm thuật nhưng để có được những công năng kỳ diệu đó đòi hỏi đánh đổi tả khí phát ra từ hình xăm sinh tử vô cùng kinh khiếp để chống lại cái thứ tả khí chết người này người thợ xăm sinh tử buộc phải ký một giao ước với diệm vương giả cái gọi là nhất vận, nhì mệnh, tam phong thủy, thứ tư là may mắn. Tất cả đều bao gồm trong các hình xăm sinh tử. Không chỉ cuộc sống vận may, thậm chí cả phong thủy cũng có thể thay đổi. Cậu cũng nhỏ thế mà hồi sinh được mạch rồng của nhà họ Nguyễn đi thôi. Người sống mà tận dụng tới âm thư thì thể nào cũng gặp tai họa, không chết cũng đoạn thọ đặc biệt là thuật xăm sinh tử đền hình xăm chín rộng kéo quan tài giống như còn dấu rào ước giữa thợ xăm sinh tử với diềm vương gia ai có hình xăm này thì không phải chịu lời nguyện báo tử cũng như không bị tổn hại bởi tà khí phát ra từ hình xăm sinh tử nhờ cửu lòng kéo quan mà người thợ xăm được bình an vô sự đấy Nói đến đây, lão đột nhiên ngưng lại, nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi hiểu, ý của lão muốn nói, nếu tôi không có hình xăm ấy mà cứ tiếp tục đi xăm sinh tử trong thời gian dài, thì thể nào tôi cũng bày màu giống. Chính con rồng kéo quan tài hóa ra quan trọng đến vậy. Thế mà... Ông nội nỡ, không có xăm cho tôi, không cho tôi biết gì, lại còn để di thư bảo tôi phải xăm cho đủ ngân ấy tiền trong vài năm để đốt xuống trả nợ vậy khác nào bảo tôi đi chết nghĩ bụng tôi hỏi lão trần mù này lão còn nói dối tôi cầm đấy chuyện quan trọng như vậy sao không nghe ông nội nói gì thằng nhãi con ai nói dối cậu làm gì bộ hết việc rồi hay sao mà rảnh rang bậy trò hù dạ con nít Còn lão già ấy cầm nói Thế đi mà tìm lão ta có quỷ mới biết Lão giả ấy nghĩ cái giống gì trong đầu Mà này Từ lúc bắt đầu xăm sinh tử tới giờ Có thấy Có chịu ở đâu không Tôi suy nghĩ hồi lâu Mới lắc đầu nói ý. Hình như không sao Cũng không có gặp nguy hiểm À có Nguy hiểm có gặp một chút Nhưng mấy cái đó bình thường Đã xăm sinh tử Thể nào cũng gặp Không phải chuyện gì to tát còn trong người không thấy khó chịu gì cả Không sao thì tốt Nhưng không có cầu lòng kéo quản hộ thể Về sau làm việc gì Cũng phải cẩn thận Ảnh hưởng của hình xăm sinh tử Cũng cần có quá trình Để tà khí có thể xâm nhập Ngấm dần trong bát mạch Mới phát tiết ra Thấy rõ triệu chứng Thì cũng đã nặng Cho nên hiện tại chưa thấy gì Cũng không có nghĩa là chưa bị tả khí ám nhập đâu đấy. Những người làm việc âm thường xuyên tiếp xúc với người chết, ít nhiều trên người đều vướng phải âm khí. Âm khí tích tụ lâu ngày, dài tháng rộng, khiến cho người ốm đau liên miên, xui rủi thường tật, thọ mệnh ngắn chẳng tay găng, còn khắc hại đến lục thân. Càng kiếm được nhiều tiền thì cái giá phải trả càng khủng khiếp, vì vậy mà buộc phải nhất nhất tuân theo các quy tắc của người đi trước để giảm bớt những hậu hại. Lão Trần Mù cũng vì tiết độ quá nhiều thiên cơ mà cha mẹ bị xét đánh chết. Lão phải chọc mù đôi mắt, rời khỏi gia đình phiêu bạt, ăn xin, lay lắt sống qua ngày để vợ con được an toàn. Vậy nên, lão khuyên tôi, nếu muốn sống thọ thì bây giờ, dừng lại vẫn còn kịp. Thuật xăm sinh tử thu hút âm khí như vài dòng hút nước. Tôi lại không có cửu long kéo quan hộ thể. Sớm thôi, thế nào cũng bị xoáy nước ấy nhấn chìm. Tôi lắc đầu nói yên. Không được. Nhất định phải kiếm đủ tiền để cứu ông nội. Có chết. <laughs> Nhưng giờ rốt cuộc, đâu ông nội tôi đang ở chỗ nào mới được. Chồng rào ước, cầu long cáo quan cũng thay cho mệnh hiệu lệnh triệu âm bình và âm tướng. Đến lấy đầu người thợ xăm sinh tử đã hiến tế đem về cho Diêm vượng ra. Linh hồn kể từ đó cũng sẽ bị nhốt dưới suối vàng, không thể trở lên giường thế được nữa. Trần sao âm vậy, một khi đã bị nhốt dưới ấy, muốn thoát ra, cần phải chi tiền mua chuộc. Mà âm bình với âm tướng thì không giống những người chết bình thường hóa thành ma. Bọn họ không dùng tiền âm phủ, mà dùng tiền thật để tiêu pha vào những ngày nghỉ làm việc âm cho diêm đế. Thế nên mới có chuyện ông nội cậu bảo phải đốt tiền thật, lại còn rất nhiều mới được đó. Ý của lão là bây giờ ông nội tôi đang giữ hoàng tuyền Lão trần mù gật đầu nói. Phải. Tôi lại hỏi. Thế còn linh hồn bị giam ở dưới suối vàng là ở đâu? Cũng là hoàng tuyền. Cả hay sao? Cái đó ta không biết. Hình xăm cửu long kéo quan, chiều hiệu được âm binh âm tướng. Là âm gì? Cũng là ma cả thôi. Thiên chủ, liệu có giải quyết được hay không? Lão giả ấy làm được thì đã làm từ lâu để cứu lão cửu rồi. Còn cần tới cậu làm gì? Thợ xăm sinh tử cấm kỵ nhất là xăm cho người âm. Vậy mà lão cậu có thằng cháu đến người hay ma cũng không phân biệt được. Là cháu gây họa, ông hy sinh đấy thôi. Cô mà gom góp cho đủ đi. Lần đầu xong sinh tử, nên mới xảy ra chuyện nhầm lẫn thôi. Tôi đâu có cố ý, cũng cũng đâu có ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Một khi hình xăm sinh tử được xăm cho ma, gây đảo lộn âm dương, chọc diêm vương ra thì cậu lòng cứu kéo quan sẽ lập tức phát đi hiệu lệnh triệu âm bình ngầm tướng đến lấy đầu thọ xăm sinh tử mang đi đấy nhân nhắc đến âm bình ngầm tướng tôi sực nhớ đến hình xăm ông bành tổ trên mảnh da người đựng ở trong chiếc hộp mà thiên chủ đã bảo thanh trà và bạch trà mang đến cho tôi hôm nào ông già bành tổ trên mảnh da người thân hình mặc đạo bào tay vẫy cái lá âm kỳ bay phất phới trên môi nở ra một nụ cười tà dị. Lần cuối cùng, trước khi mất tầm tích, có người nhìn thấy ông ta dẫn đầu một binh đoàn ma quỷ tiến vào sâu trong núi rồi biến mất, không bao giờ quay trở lại nữa. Khi đó, tôi không hiểu thiên chủ gửi đến cho tôi mảnh ra người là có tác dụng gì. Này nghe đến cửu long kéo quan, chợt nghĩ đến ông Bảnh Tổ, cũng là một trong những người tiên phong trong đạo giáo trước thời nhà Trần. Bảnh Tổ sống hơn 800 năm, giỏi thuật dưỡng sinh lại không muốn lên tiên giới, chỉ muốn hưởng thanh nhàn ở cõi phàm trần, dùng thuật dưỡng sinh để độ thế nhân. Lại có người thấy ông ta biến mất cùng với một đám âm binh âm tướng không đầu. Phải chăng, ông Bành Tổ cũng là một hậu dệ của thuật xăm sinh tử, chân lưng gánh hình xăm chín dòng kéo quan nên mới có thể dùng âm kỳ hiệu triệu được âm binh âm tướng chăng nghĩ vậy có vẻ hợp lý tuy nhiên vẫn chưa tìm được bí ẩn đằng sau lớp da người là gì phải chăng là thuật dưỡng sinh được nhắc đến với cái tên gọi là trường sinh bất lão? Nếu ông Bành Tổ là bậc thầy của thuật xăm sinh tử thì sống đến 800 năm hoàn toàn có thể. Nhưng thắc mắc ấy để sau mới tính. Tôi lại hỏi câu tiếp theo. Cha mẹ tôi giờ ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với hai người họ? Lão Trần Mù đưa hai ngón tay lên nhắc nhở. Đây tính là hai câu hỏi cậu có chắc muốn hỏi liền một đúc hai câu hay không? thực tình thì tôi vẫn còn một câu nữa muốn hỏi nếu không thể gộp hai câu trên thành một qua mặt lão ta thì cái lão này đúng là chìa ly tính toán tôi buộc phải chọn một trong hai cuối cùng tôi quyết định hỏi cha mẹ tôi giờ đang ở đâu trọng quản tài lão trả lời ngay mà không cần suy nghĩ Quan tài Quan tài nào? Ở đâu? Đây Vẫn nằm trong câu hỏi ban đầu Là cha mẹ tôi ở đâu Không tính là câu hỏi khác Nên lão ta buộc phải trả lời tôi Trong quan tài Nằm trong núi sâu Này đừng có hỏi ta núi sâu Là núi nào? Ta không biết đâu đấy Quan tài Núi sâu Lúc này tôi đột nhiên nhớ ra lời anh Sâm hôm ấy đã nói khi anh đến tìm ông nội tôi xăm sinh tử mà không có gặp, trải qua một đêm kinh hoàng cùng chống trả yêu ma quỷ quái, vây kín bên ngoài. Cuối cùng, tôi mất đi ông nội, còn anh dâm thì... thì biến mọc đầy lông mau đầy người. Trước khi đó, anh ta đã thấy bà thầy ma ở trong núi, còn bị ba thầy ma ấy tấn công mới bị như vậy. Anh còn giật mình khi nhìn thấy ảnh chụp cha mẹ tôi, còn nói họ trông rất giống những thầy ma mà, mà anh đã thấy ở trong núi vào tận sâu trong núi mang về không có thành, còn bị ba thây ma ấy tấn công, đến nỗi sắp thì biến. May mà có hình xăm thủy tổ cương thi doanh câu chống đỡ cho anh ta. Sau này qua lời kể của thanh trà mới biết, nhờ hình xăm doanh câu của tôi hộ thể mà anh xâm đã thành công, thăng lên cấp bậc đục kỳ thiên sư. Nói vậy, không lẽ thầy mà mà anh xâm chạm chám trong núi sâu, quả thật là cha mẹ tôi. Chỉ có như thế, ông nội mới dặn dò tôi trong di thư khi gặp lại cha mẹ nhất định phải thiêu hai người họ ra cho. Tôi vẫn muốn hỏi lão Trần Mù, thực ra cha mẹ tôi đã gặp phải chuyện gì mà thành ra như thế, nhưng chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Suy đi tính lại, tôi quyết định sẽ không hỏi, vì chỉ cần có manh mối đầu tiên, về sau chắc chắn sẽ lần ra được vết tích, thắc mắc về cha mẹ rồi sẽ có lời giải đáp. Chỉ không phải ngay lúc này. Sao nào? Còn câu cuối cùng, hỏi đi. Nghĩ vậy, tôi mở lời hỏi. Lão có biết, ông Bẻ Lai đang ở đâu không? Lão Trần Mù nhíu mày. Bảy Lai, à à à cái thằng cha cá cực với lão cậu đợt đấy, cuối cùng thua, phải cực hứa cả đứa cháu gái cho cháu trai của lão cậu chứ gì. Đúng rồi, lão có biết, giờ cái ông Bẻ Lai ấy đang ở đâu không? Tôi có đến địa chỉ ông nội tôi viết trong thư nhưng cả nhà ấy đều đã dọn đi cả rồi Ai chả Cái thằng này từ chối còn bé Mỹ kỷ Tiểu thư nhà họ Nguyễn dành già vọng tộc nhà kia Hóa ra Đang trở mối này Có đáng không à, Có đáng hay không Cũng là theo di thư của ông nội truyền lại Ít nhất cũng phải gặp mặt người ta Một lần chứ Lão Trần Mù cười hề hề Vui vẻ nói y. <laughs> Nhưng ta bảo này, con dâu bảy lai, đợt đấy sinh đổi đến hai đứa con gái. Nếu muốn lấy thì một là lấy tất hai. Còn không là không có lấy được đứa nào cả. Chứ để chị chị em em lại so bị thiệt hơn. Chị hay em, thì hồi nào gặp mới biết được người nào mới phải duyên nợ chứ. Còn nếu Chị âm họ chịu <laughs> Thì hoa thơm lấy cả cụm Tôi lấy tất cả cũng được chứ sao Cưới một lần được hai cô vợ Thì tôi ngại cái gì Chỉ là trời đất bao la Nhà ông ấy dọn đi đâu chẳng rõ tung tích Tôi ấy, chẳng biết đâu mà tìm Thế mới phải nhờ đến lão Thế cậu đến chỗ nhà cũ Hỏi được lý do Vì sao nhà ấy chuyển công Tôi lắc đầu nói Có hỏi nhưng không ai biết Để trốn Sợ người ta Sợ nhà cậu đến nhắc hồn ước chứ còn dễ nữa Trốn Sao phải trốn Trong mắt bảy lai Lão cậu chỉ là một thằng cha Thuật sĩ giang hồ vơ và vớ vẩn Cháu trải lão cậu Thì sánh làm sao được với thiền kiềm tiểu thư nhà họ Chưa kể đến vụ bảy lai Chẳng may thùa cược thì cha mẹ nào muốn gả con Cho Phượng thuật sĩ phiểu bản tư sứ Mà đã không nỡ Thì dọn nhà đi chỗ khác thôi Không tìm được Thì coi như bỏ Chưa sao nữa Đầu chỉ có chuyện chỗ ở Ngay cả tên họ cũng đổi tất cả Để tránh nhà cậu đến đòi hồn ước Lại hứa gả kiểu này Còn tìm kiếm làm chi Cho thêm phiền Nếu như ông ấy giữ chữ tín thì tôi còn biết điều tôi chọn một đằng này bỏ trốn lại còn thay tên đổi họ thì khi kiếm ra hê hey, thế nào tôi cũng đánh cả cụm lấy cả hai cho hả dạ lão cứ chỉ đi giờ cái nhà ấy ở đâu tên họ là gì còn lại cứ để tôi tính điều tôi không ngờ nhất là cái lão ấy không biết đến khi hỏi ở đâu thì lắc đầu tả cũng chịu đâu có biết cái này không giúp được tự đi mà mò kim đáy bẻ đi này lão bao che đúng không chẳng phải lão nói trả lời ba câu bất kể câu hỏi gì hay sao thì ta cũng biết mới trả lời chứ bao che là bao che cái gì này lão trên thông thiên văn dưới tường địa lý trước được còn con lão còn biết được mà đòi trước rồi bây giờ lão bảo không biết sao mà không biết có mà mới tin đó ấy <laughs> ta chỉ bảo với cậu là hỏi gì cũng được ta biết ta nhất định trả lời còn nợ chuyện nào phải bói mới giả chứ có tiền mới có quẻ làm ăn sòng phẳng cái gì cũng phải giả cái đây chứ à nói đi nói lại lão Đạo... bao nhiêu lão chuẩn mù đưa một ngón tay lên tôi đưa cho lão tờ một trăm ngàn Lão cầm tờ tiền sờ sờ một cái hỏi. Nghĩ làm sao? Một quẻ có một trăm ngàn thế? Ừ. Thế một triệu? Ờ, một triệu. tôi lúi húi, lấy ra thêm chín trăm ngàn nữa, thì lão lại lên tiếng. Một triệu? Nhân với bao nhiêu thì được một tỷ ấy nhỉ? Cái gì? Một tỷ? Lão lấy người ta có năm trăm ngàn, mới vừa khi nãy một quẻ Bây giờ đòi lấy của tôi một tỷ Này lão bớt giỡn đi Tôi xong gãy cả tay Còn chưa được ngân ấy tiền đó Ai giỡn với cậu Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời Biết một mà không biết hai Cái thằng khi nãy Ta chỉ nó hay không Thì nó cũng tìm được Leo lên người bà già Giàu số ấy mà lại Đó là số mệnh của nó Ta có chỉ hay không Cũng chẳng cản hệ Chẳng làm thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng chuyện bảy lai lại khác. Nếu ta cho cậu biết bảy lai ở đâu, đâu chỉ vận mệnh của cậu và hai đứa cháu sinh đôi ấy thay đổi, mà ngay cả ta cũng bị ảnh hưởng đó. Duyên số là nhân quả. Trên đời giống như những quân cờ domino. Con này đổ sẽ kéo theo cả một đường dây những quân khác đổ theo. Đấy một tỷ là ta đã nể tình của lão cậu lắm rồi đấy bình thường không có cái giá ấy đâu, cơ sở nghĩ cho kỹ đi. mà ta bảo này, cứ lấy con bé mỹ kể ấy về, nhà ấy thiếu gì tiền, vừa cứu được ông nội sống, lại có vợ ngon nghẹt thế kia, nhà vợ bề thế chẳng tốt hơn so với tốn tiền và cái nhà thằng cha bảy lai hay sao? thế thì không cần biết địa chỉ cũng được, chỉ cần lão cho biết ông bảy lai ấy đổi họ tên là gì thôi. Lão Trần Bố lắc đầu, tôi cố vất vát. Vậy thì họ, đổi họ là gì cũng được. Hình như họ thái là thái thượng đồng lại thì phải. Chắc chắn chứ hình như cái gì mà hình như. Thôi không tính, họ lại. Cái chuyện đã không trả lời được thì họ lại chuyện cha mẹ tôi đi. <laughs> Đâu có được, cậu hỏi về bảy lai, tôi trả lời rồi còn nói không tính. Là không tính làm sao Thôi về đi Khi nào có tiền hắn đến Nha <laughs> Lão hắn giọng Gọi con chó mực đứng lên dẫn đường Dọn dẹp đồ đạc rồi nhanh chóng bỏ đi Này lão thiệt tình Biết vậy hỏi luôn về cha mẹ cho rồi Cái lão này Đúng là cáo giả mà Tôi hậm hực quay về tiệm Thì thấy tên quỷ lùn và gã chọc đã thức dậy Đang ngồi vắt đũa chèn chén Chờ tôi về ăn cơm vừa thấy bóng tôi thất thiểu đi vào từ ngoài cổng, tên quỷ luôn đã hỏi với già: chào rồi, hỏi được gì từ lão ấy không? Có đòi được đồng nào không? đòi được cái búa. ấy, mà này, ông quen biết nhiều hơn tôi, ông hỏi thử xem, thành phố này có ai tên thái thượng Đông Lai không? nhà có hai đứa cháu gái sinh đôi, ai tìm được, có thưởng. đúng lúc này, ma xui quỷ khiến thế nào, lại thấy thanh trà tất tả chạy vào. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Thành trà và bạch trà cũng là chị em sinh đôi. Biết đâu, bọn họ... Ê... Nghĩ vậy tôi hỏi. Này, chạy đi đâu như ma đuổi vậy? Thanh trà mở miệng nói thì bị tôi chặn lại. Mà quên, bấy lâu nay quên hỏi cô họ gì thế? Họ làm gì? Thì cứ trả lời đi. Họ Thái. Cả ba người chúng tôi nhìn nhau, chắc mầm là chị em này rồi nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn hẳn nên lại hỏi này theo nội cô có phải tên là thái thượng đông la hay không thanh trà lau mồ hôi nhễ nhại trên chán mắng đông tay cái gì ai biết hỏi vớ vào vớ vẩn hồng ngọc mất tích rồi tôi đi tìm khắp mấy chỗ quen không tìm thấy nó có nói hay có tới đây không không có mà bạn cô sao lại tới đây hỏi không lẽ hình xăm bộ lệ quỷ không giúp được gì Nghĩ quẩn hay sao Ngồi xuống nước đi đã từ từ nói Thanh trà lo lắng nói Mấy nay không thấy Hồng Ngọc đi học Tôi có tới nhà tìm không gặp Những nơi nó hay lui tới Tôi cũng tìm cả rồi Cha mẹ nó cũng báo mất tích Nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì Không biết có nghĩ quẩn dù làm tôi cái chuyện ngu ngốc không nữa Này bình tĩnh đã Người chết thì phải tìm thấy xác Đã tìm thấy đâu mà với lần cuối gặp nhau Cái hôm cột rửa hình xong ấy Tôi thấy cô ấy quyết tâm lắm mà Đâu có vẻ gì muốn từ bỏ hay đi chết đâu Nếu không phải tự tử Thì biết đâu gặp tai nạn Hay bị bắt cóc, bị ai dụ rỗ thì sao Chứ làm gì có ai Mà đi gần cả tuần vẫn không liên lạc về Tìm đâu cũng không gặp Rốt cuộc Đang ở đâu cơ chứ Thấy thanh trà cứ vỏ đầu bứt tóc Tôi an ủi Giờ con lo lắng cũng vô ích Tìm thì cũng tìm rồi Giờ đợi tin tức thôi Này Hồ Kitty Tôi bảo này Có hình xăm nào xăm lên Có thể tìm được người không xăm cho tôi đi Thanh trả đột nhiên ngẩng lên nghiêm túc nhìn tôi chờ đợi Giết rồi điên khùng Nghĩ tôi là thần tiên chắc Cái giống gì cũng chạy tới đây đòi xăm Điên khùng cái gì Tại cái hình xăm chết tiệt của mấy người Nên bạn tôi mới nghĩ quẩn Giờ mấy người cũng phải chịu trách nhiệm đi chứ nó chống lạnh, hách cái mũi bướng bỉnh lên, mắng cho tôi là cái đồ vô tâm, buộc tôi phải nghĩ cách nhanh chóng, chứ không thì không yên với nó đâu. Ôi trời, đúng là nợ oan gia. Tôi phản bác. Này thôi nha, thôi nha, bớt đổ thừa. Chẳng phải lúc đầu tôi đã cảnh báo là xăm hình bộ lệ quỷ chỉ hát cho ma nghe, chứ còn người nghe, thế nào cũng sinh ra chuyện hay sao. Tại cô cứ ngoan cố, đòi xăm cho bệnh được, chứ tại tôi đấy à? Mà giờ tôi đây, cháu trở, đòi tôi chịu trách nhiệm. Vô lý cũng vừa vừa thôi chứ Tôi còn chưa nói hết Thanh trà đã rơi cái nắm đấm giữ đến tôi Gần giọng Giờ sao Nhớ tới trận đòn nhừ tử lần trước tại trường đại học Tôi tỏng lờ Hình xăm thì không có đâu Giúp cô tìm thì còn được Còn hai ông kia Có đi hay không Thì cô đi mà hỏi Thanh trà liếc nhìn gã chọc Thương tích tầy mình Còn tên quỷ lùn Thì vẫn còn hai vết răng cắn sâu trên hõm cổ con nhỏ ngạc nhiên hỏi. Ơ, à, bị sao thế? Chuyện dài dòng lắm. Nói chung, gặp phải mấy thứ mạnh quá. Nào là huyết thi, oán linh, rồi ác thần. Mà ông nào cũng tay không tất sắc, nên bị đánh cho bầm dập tả tôi. Thế thôi, còn giữ được cái mạng trở về. Là phước ông bà tổ tiên để lại rồi đấy. À, ra thế. Vậy mấy người giúp tôi tìm được Hồng Ngọc đi. Tôi giới thiệu cho một tay bán ma khí Bảo đảm xịn sò Mua vài món mang theo phòng thân Chứ đánh nhau kiểu ấy Có mà thánh à Lần này may Chưa chắc lần sau đó may như thế Con người ngày càng xấu xa tha hóa Đám yêu ma quỷ quái Cũng nhờ đó mà ngày một mạnh lên Không có đồ nghề đối phó Không có sống nổi đâu Tiên quỷ lùn vội cắt ngang Thôi tôi mệt lắm Cổng có đi đâu Nó rồi nhanh chóng nhảy xuống khỏi chiếc ghế định trốn lên trên tầng nhưng còn chưa đi được xa đã bị thanh trà nắm lấy cái lỗ tai sách ngược lên ai 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 ui đau đau biết đau hả còn tính trốn việc nữa không 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 ai 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 đau đau bụng bụng ra. một tay con nhỏ điên ấy sách lỗ tai của tên quỷ lồn một tay sổ lưng của gã chọc một tay sổ lưng của gã chọc một đằng thẳng chân đạp vào mông tôi quẳng cả ba ra khỏi cửa cào giọng ra lệnh từ giờ tới tối Không tìm được người Thì không được về Này Nhà của tôi đấy Cô Cô tính đuổi tôi sao Tôi cứ thích vậy đấy Rồi sao Ai ngon bước vào đi Cô Cô cậu cái gì Còn không nhanh đi đi Tôi hậm hực lẩm bẩm Đúng là con cọp cái mà Đợi đây Đừng để ông đây Thần hóa được Hừ, Rơi vào bẫy của ông rồi Để xem Ông hóa thành con mèo thế nào Rời khỏi tiệm, ba người chúng tôi chia nhau, tìm suốt hai tiếng đồng hồ. Khát khô cả cổ, vẫn không thấy bóng dáng của Hồng Ngọc đâu. Đưa ảnh cô ta cho người đi đường xem, ai cũng lắc đầu. Không một ai nhận ra, hoàn toàn bất lực và mất phương hướng. Đến lúc sức cùng lực kiệt rồi, nhìn thấy một khu vui chơi giải trí mở nhạc duy mít, vọng ra chất chúa. Bảng hiệu chữ nổi sáng lấp lánh ánh đèn màu vàng. Cùng với mấy cô em mặc đồ thỏ bông, vô cùng mát mẻ, đứng chào mời phía trước tôi sực nhớ ra tay quản lý công ty giải trí chỗ triệu linh làm lúc tôi sầm ngũ độc giúp ông ta giải trừ độc trùng thoát khỏi tay ngũ tiên cô ông ta đã cùng tôi kết nghĩa anh em bảo có việc gì cứ gọi một tiếng ông ta nhất định sẽ giúp làm trong ngành giải trí bao nhiêu năm quan hệ rộng anh em tay chân cũng như vòi bạch tuộc vươn ra khắp nơi nhờ tới ông ta nhất định sẽ tìm được tung tích của hồng ngọc dù thế nào đi chăng nữa vẫn tốt hơn tôi cứ luẩn quẩn một mình giữa thành phố rộng lớn như thế này không biết khi nào mới được về nhà vì ở nhà có con hổ nó đang chặn cửa không có thể vào sau khi điện thoại trao đổi tôi gửi hình ảnh của hồng ngọc cho ông ta nói tôi cần ông ta tìm gấp người trong ảnh không ngờ mạng lưới thông tin của ông ta phổ quát rộng đến mức chưa đầy 15 phút sau tôi đã nhận được tin tức thông báo cách đây năm ngày có nhân viên đã nhìn thấy hồng ngọc đến một quán bar trong thành phố sau đó thì không thấy ra ngoài nữa. Trùng hợp với thời điểm Hồng Ngọc mất tích, tôi vội gọi điện cho Thanh Trà, cùng đến địa điểm quán ba mà ông Quý đã cung cấp, không quên cảm ơn ông ta và hẹn dịp nào đó sẽ gặp lại. Thanh Trà nghe tôi thông báo thì có vẻ không tin tưởng lắm, vì Hồng Ngọc xưa nay vốn là con nhà gia giáo hiền lành ngoan ngoãn, không bao giờ tìm đến những chỗ xô bồ, hỗn độn như quán ba để giải sầu. Không gian quán ba khiến tôi hoàn toàn chóng ngợp, quả cầu phát ra ánh sáng chói lóa dọi vào những thân thể lõa lồ uốn éo đang quay cuồng trên sàn tít cô. Ẩm bát phát ra hết công suất từ những dàn loa, đi dây hú hét tung bọt bia trắng xóa. Trà gái bên dưới ôm nhau lắc lư trao đảo, cuốn cuộn trong tiếng nhạc sập sình. Một vài gương mặt phê pha thỉnh thoảng lại lóe lên cùng những hiệu ứng pháo sáng. Khiến cho người không quen những chốn ăn chơi như tôi, ngay khi bước vào đất lập tức bị tiếng bát rộn vào muốn bật tung ra ngoài. Mấy gã trài dày mềm người nồng nặc mùi bia rượu, bàn tay ấm đầy khói thuốc và vừa nhìn thấy thanh trà, liền đưa mắt nháy nhau, nâng cái lon bia nhào đến vẻ vãn. Tựa như lũ rùi nhặng bẩn thiểu, chuẩn bị liếm lấy cái nhị hòa tuổi tắn. Tưởng bọn mày là ông mật chắc, ông đây đập chết trong mày. Tôi khoác lấy tay thanh trà, ngã ngớn bước vào bên trong trước ánh mắt tức tối của bao nhiêu gã. Vậy mà khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cực lũ rùi nhặng. Thanh trà khoác lấy tay tôi, ngả ngớn bước vào trong, chưa ánh mắt tức tối của bao nhiêu gã. Vậy mà khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi cái lũ rồi nhặn, giả ong sọc ấy. Không thể tưởng tượng nổi, chân yếu tay mềm như hồng ngọc, mà vào tới đây một mình. Thì có xa chân vào bẫy sói răng ra, mỗi bước chân, đến mấy cái như chỗ này hay không? Xa vào rồi thì chỉ có hoa tàn, nhị giữa. Chỉ mong sao cô ấy không sao, không may xảy ra chuyện gì, thì thanh trà chắc sẽ buồn rất lâu. Cả hai cố lên lỏi qua những giải ánh sáng chói mắt, tìm kiếm một hồi, thanh trà cũng quên mất, đang khoác tay tôi và tựa sát. Nhìn quán ba san sát đồng trùng trúc, tôi cũng vô thức ôm lấy eo người bên cạnh, kéo sát về mình một chút để những gã khác không thể chạm trúng hay lợi dụng giảm sỡ được gì. Thình lệnh trông thấy một cái bóng lưng của một cô gái rất giống hồng ngọc, thanh trà mừng rỡ tiến lại gần với tay vỗ vai cô gái một cái, hớn hở gọi. Hồng Ngọc, khi cô gái quay đầu lại tôi ở đằng sau thanh trà bước tới mà không khỏi giật mình khuôn mặt chỉ có thể miêu tả trong gói gọn bốn từ rất khó diễn tả là kiểu phụ nữ mà chỉ nhìn sau lưng thôi sức hút có thể mê hoặc ngàn binh mã nhưng đến khi nàng ngoảnh mặt lại nhìn thì vạn tướng sĩ lập tức chết đứng như tử hải là kiểu ấy đấy đã thế lại còn tới gần mơi mơi cọ sát vào người tôi rồi lè nhè giọng nói anh đẹp trai Uống với em một ly đi Tôi lắc đầu ngoài ngoại Cô ta lại ngả ngớn thở thẻ vào tay Hay là mình kiếm chỗ nào Yên tĩnh tâm sự đi Này anh đẹp trai đây Đi cùng với bà Bộ đuôi mùi sao không thấy hả Còn sấn tới biến Con nhỏ trợn mắt chỉ thẳng tay ra cửa Đồ điên Cô gái phải tay bước đi Thanh trà giơ ngón giữa giữ dữ, dữ về phía cô gái đang đánh mông đi về một phía gã trai khác. Tôi cười mỉm chi, lầm nhầm. Nhìn thật, nhưng cũng dễ thương. Làm nhầm cái gì đấy? Con nhỏ lết tôi hỏi, tôi xua tay. Không, không, đâu có gì. Dõi mắt nhìn sâu hơn vào trong cạnh quầy ba, tôi lờ mờ nhìn thấy một dáng dấp quen quen. Càng tiến lại gần, càng ngờ ngợn nhận ra. Là ông bảnh tổ trên tấm da người khi không giữa chốn đông người lại xuất hiện một ông già kỳ quái giống hệt như hình xăm ở trên tấm da người mà lần trước thanh trà bạch trà nó mang tới cho tôi không thể nào không lẽ mình nhìn nhầm tôi đảo mắt xoay đầu nhìn khắp một lượt thì phát hiện bóng đạo bào của ông bành tổ lấp ló ở đằng cửa ra vào rời đi khỏi quán bar không kịp nghĩ gì nhiều tôi vội vã chạy lao theo ra đến ngoài thì đã mất dấu của ông ta. Kỳ lạ hơn nữa là quang cảnh của xung quanh. Tôi nhớ quanh đây có rất nhiều khu vui chơi ăn uống sáng đèn. Vậy mà giờ đây chỉ còn ngoài những ngọn đèn vàng vọt dọi xuống đường hưu hắt với những kẻ lang thang không có bóng, lặng lẽ như ma trời. Bên tai bọn tới âm thanh u uất hưng hức hưng hức, không rõ là đang cười hay đang khóc. Những ẩm vọng là hết kêu gào như chu lên từ dưới địa ngục A à Tỷ vậy. Cơn gió lạnh cuốn đám lá khô tổi tới khiến tôi dùng mình ớn lạnh không rõ là chuyện gì đang xảy ra linh tính mách bảo tôi nên quay trở vào trong quán bar không nên tiếp tục đuổi theo nữa lúc này tôi nghe bên dưới chân răng rắc như đang dẫm lên thứ gì đó nhìn xuống hóa ra là một lá cờ đen trên cờ và ép một cái đầu lâu và những ký tự bao bọc xung quanh tối qua tôi nhìn không rõ đó là ký tự gì là âm kỳ sao hình như rất giống với lá cờ trong tay mảnh tổ Tôi di chuyển chân ra khỏi lá cờ Tính nhận lên xem cho kỹ Thì đường phố lại nhộn nhịp Sầm út như bình thường Người qua đường ai nấy nhìn tôi dò xét Như thằng ngáo đá Chuyện này là sao đây Không lẽ ảo cảnh vừa rồi Là do tôi dẫm lên lá ầm kỳ Nhưng ai lại vứt lá cờ đen Ở giữa lối ra vào của quán bà như thế này Cảm nhận có gì đó không ổn Tôi tự nhủ Không nên nhặt lá cờ quái quỷ này nhỡ đầu lại rơi vào cảnh như khi nãy tốt hơn vẫn nên tìm thanh trà lúc trở vào trong quán bar tôi tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng của thanh trà đâu lý nào không thấy tôi nên con nhỏ đã bỏ đi trước rồi tôi lập tức gọi điện thoại tính hỏi xem nó đang ở đâu nhưng gọi mãi gọi mãi con nhỏ vẫn không nghe máy không phải chứ sao lại không nghe máy nghe máy đi không phải có chuyện gì đó chứ nhạc lớn quá không nghe thấy chuông hay sao cái con nhỏ này Tôi áp sát tay Chờ thanh trà trả lời của gọi đến Đảo mắt vòng quanh tìm kiếm Thì lần nữa bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Hồng Ngọc Bạn có ba nam, ba nữ Đang ngồi cạnh quầy ba Nằm gọn trong vòng tay gã đàn ông trung niên Là thân thể nhỏ bé nõn nà của Hồng Ngọc Cô nàng vui vẻ cười đùa Kề môi vào tay gã đàn ông thì thầm gì đó Gã ta thì không ngừng rót rượu cho cô Trông hai người rất thân mật tình tứ Này Tôi tìm cô Tới giờ này còn chưa được về nhà Còn cô thì say sưa với đàn ông Ôi trời thật hết nói nổi Con nhỏ điên ấy cũng khéo lo thật định Tôi nhanh chóng tới gần Kéo Hồng Ngọc đứng lên Ba gã đàn ông lập tức đứng lên ngắn đường Này thằng Nga, Em gì đây Bạn tôi say rồi tôi đưa về Có vấn đề gì không Ba gã cười nhạt <cười> Bạn mày Bỏ con nhỏ xuống Không thì sao Cô tìm tôi chém chết bại mày không Rắc <laughs> rồi Mà nói cái gì Nói ai rắc rồi Một gã vùng nắm đấm lao tới Tôi một tay đỡ hồng ngọc Tay còn lại vơ vội chai bia trên quầy đập thẳng vào đầu Nghe băng một tiếng Chai bia vỡ ra văng tung tóe Ướt đẫm trên tóc gã tà Một vệt máu lập tức chảy dài xuống chắn Gã tà ôm đầu kêu giống lên Ngã lăn quay ra đất Đít chai nhọn hoắt tôi chỉ về phía những gã còn lại tôi gân cổ hét lên. Cụt! Tiếng nhà chát chúa thỉnh lệnh ngưng bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Hai gã còn lại thấy đồng bọn ăn chai bia trên đầu rồi, tự nhiên cũng không dám manh động. Đứng lên, rồi đứng yên tại chỗ như hai con rùa rụt cổ. Nhưng trước ánh mắt của bao nhiêu người, không thể để mất mặt, đành cố sống cố chết, lao lên. Bảo mẹ đó! Hai gã, quài cái tay đấm đá túi bụi về phía tôi, một thằng bị tôi nhanh như chớp đá cho một cú trời giáng ngay giữa mặt máu mũi chảy xuống dòng dòng, nổ đông đóng mắt không thấy đường lảo đảo quay vòng vòng còn một thằng bị tôi vung cho một cước giữa bụng văng ra xa bàn ghế gãy đổ đè lên trên đầu trên cổ cũng học máu miệng Th thằng chó chết cô ngọt cô ngọt ở đây chờ tao một thằng ôm bụng chỉ thẳng vào mặt tôi chửi rủa thách thức rồi lách đám đông loạn chọn bỏ đi gọi người đến à được thôi, cho tôi chờ bố mày sợ quá cơ Tôi alo ngay cho gã chọc Gọi cho gã đến vụ một tay Gã đáp gọn Đợi chốt, tay lấy ăn Tôi vừa tắt máy thì Hồng Ngọc hắt tay tôi ra Này nhè à, Kệ tôi Ai mượn anh lo chuyện ba đồng vậy Chạy mau đi còn kịp Thằng già ấy lai lệch không đơn giản đâu Động vào không yên thân với nó đâu Nhìn cách ăn mặc của Hồng Ngọc bây giờ Tôi không khỏi tự hỏi Đây có còn là Hồng Ngọc Mà tôi đã từng gặp hay không Vài ngắn cũng cỡn bó sát thân người khuôn mặt trăng điểm đậm Ở đây say dừa với những gã đàn ông không ra gì Đây là cố gắng theo đuổi sự nghiệp ca hát cả đời Mà cô ta đã nói với tôi hay sao khoản đã Ca hát Giọng của cô ừ, ra Giọng của tôi làm sao Dây thanh quản của cô Giọng nói của cô Tôi không khỏi ngạc nhiên bởi trước đây vì vấn đề sau khi phẫu thuật dây thanh quản Nên giọng của nó Khàn khàn, đục đục Khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu Nhưng giọng cô ta bây giờ Không chỉ trong trèo và còn ngọt ngào Phát ra mị lực, đầy sức lôi cuốn Quyến rụ đàn ông Tôi hỏi cô Giọng cô sao lại thế này Hồng Ngọc rừng rưng đẩy tôi ra Không phải việc của anh Chính ra Đừng làm hỏng chuyện tốt của tôi Không phải cái gì Cô là bạn thân của con nhỏ điên Chuyện của cô cũng là chuyện của tôi Nhất định phải đưa cô về tới tận nhà Giao lại cho cha mẹ cô Tôi miên tâm Thanh trà cũng tôi đẩy với tôi đó Nghe nhắc tới thanh trà Hồng Ngọc bối rối liếc nhìn xung quanh Như đang tìm bóng dáng cô bạn thân Nhưng cô ta cũng như tôi Không thấy thanh trà đâu Tránh ra đi Có ai tới cũng vậy thôi Tôi không về đâu Anh lo việc của anh đi Không phải quan tâm tới tôi làm gì Mà kệ tôi Hồng Ngọc loạn trọng bước đi nhưng tôi làm sao có thể để cô ta đi như thế được? Tôi phải giao người còn nguyên vẹn, không sứt mẻ miếng nào cho thanh trà, để còn được về nhà ngủ chứ. Khó khăn lắm, mới tìm thấy, mới giải vây được cho cô ta, khỏi mấy thằng cha rùi nhặn. Giờ mà để người đi mất con nhỏ điên đó nhất định sẽ không buông tha cho tôi. Lúc này, hai nhân viên bảo vệ quán ba gạt ngang đám đông, đi vào. Cảnh báo tôi, buộc tôi phải buông hồng Ngọc ra, bằng không thì đừng có trách. Thật nhìn bảo vệ người nào người nấy toàn trên dưới hít mét tám, thân thể cường trắng. Trên người còn có rùi cui điện, súng điện, đánh nhau với cả đám này. Thực tình thì cũng có chút bất lợi cho tôi. Nhưng dù có thêm một trăm người như thế nữa, tôi cũng không có sợ bằng cơn thịnh nộ bằng con nhỏ thanh trà. Tôi chỉ hồng ngập lên tiếng phần trần. Cô này là bạn tôi, sai quá. Tôi đưa cô ấy về. Hiểu lầm thôi có phải không? Cô nói một tiếng đi, không ngờ Hồng Ngọc nhìn tôi chầm chầm Sau đó nhìn vào hai gã bảo vệ Lắc đầu ngoài ngoại, giọng nũng nịu Không phải Ba người bị đánh khi nãy Mới là bạn tôi Còn cái anh này Tôi đâu có quen anh ta buông tôi ra Hai anh bảo vệ làm ơn cứu tôi Anh ta muốn bóc cóc tôi buông ra buông ra Tôi há hốc Ngơ ngác nhìn điệu bộ vùng vẫy dãy dụa của Hồng Ngọc Chỉ biết than trời Sốc óc thật chứ Cô nỡ vu khống cho tôi vậy luôn đó hả? Đám đồng đứng xung quanh, liền đồng loạt chỉ trích tôi, đòi đưa tôi lên trên công an. Nhưng ở mấy chỗ làm ăn trá hình kiểu này, chẳng ai dạy gì, làm lớn chuyện lên để động đến đầu thái tuế. Nên hai gã bảo vệ, chĩa rùi cu điện về phía tôi, nhắc lại một lần nữa. Bảo tôi nhanh chóng để Hồng Ngọc đi và ra ngoài trước khi bọn họ mạnh tay túm cổ tôi, đá ra khỏi cửa. Đừng có ngoan cố nữa, mau đi đi. Ba người vừa rồi bị đánh, đều là dân có máu mặt ở đây còn không mau đi thì rắc rối to à. tôi cũng muốn tốt cho anh thôi nghe tôi đi đi không kịp nữa đâu hồng ngọc nhỏ nhẹ bên tay cố thuyết phục tôi tôi phanh cúc áo ngực cởi kéo sơ mi ném ạch xuống đất ưỡn ngực nói lớn tối nay có chết cũng phải đưa được cô về hơn trăm người từ bảo vệ đến nhân viên quán bà trước lời lẽ ngông cuồng của tôi đồng loạt tiến lại gần hồng ngọc thấy thế cắn mạnh vào bắp tay của tôi đến bật cả máu muốn vùng thoát ra, nhưng tôi nhất quyết không buông. Cô ta bực bội, hét lớn vào tay tôi. Điên rồi hả? Muốn chết à? Không nghe tôi nói gì hay sao? Buông ra! Mau buông ra! Không buông. Cô cứ ở yên đấy. Chúng mày, đánh gãy chân nó, xem còn phách rối nữa không? Đám đồng quá khích hò hét. Lúc này, tôi đang giữ Hồng Ngọc bằng một tay, còn một tay cũng không tiện đối chọi với một đám người làm lầm vũ khí chai bia, rồi cui điện đạch tạch lóe sáng phía trước. Chỉ cần dính phải một đòn sốc điện, ngã ra bất tỉnh, thật không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra, nhất định phải giữ chân được bọn người này trước khi gã chọc kịp tới nơi. Cành khi hai gã bảo vệ áp sát tới gần, chỉ còn cách mấy bước chân, tôi hướng bạo vũ lê hoa về phía trước, thình lình phóng ra hai mũi kim xăm, khiến cho hai gã nhất thời không kịp ứng phó, chúng phải kim xăm rồi bọt mép ngã ra đất bất tỉnh đám người đang tràn tới lập tức khực lại bàn tán xôn xao không rõ hai gã kia bị làm sao không biết tôi vừa làm gì cũng không ai dám tiến lên tôi nghe phòng vành có gã nào đó gọi điện cho chủ quán ba, thông báo có người gây chuyện tranh thủ lúc đang nhốn nháo tôi lôi hồng ngọc ra ngoài nhưng cô ta vẫn bướng bỉnh chỉ kéo tôi lại đấm đá túi bụi không có chịu đi buộc tôi phải bế dốc cô ta lên bị cắn đến nỗi trên người đầy vết răng thủng đỗ chỗ nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng không rõ trong năm ngày mất tích vừa qua Cô ta đã trải qua những chuyện gì Mà trở nên như thế này Đúng lúc tôi không để ý Thình lình một gã vùng ghế đánh lén từ phía sau Hồng Ngọc nhân cơ hội phóng xuống dưới đất Tôi mơ hồ trông thấy khí đen tỏa ra bao trùm lấy thân thể cô ta Khuôn mặt và vóc dáng hiện ra Mây hoặc lòng người Mái tóc xóa ra mềm như nhìn liễu tha thướt Từ đằng sau lở lững ba cái đuôi Đúng vậy, ba cái đuôi to lớn Dày lông, bồng bềnh lơ lửng giữa không trùng Tôi lắc đầu mấy cái nhìn lại Thì Hồng Ngọc vẫn bình thường Không lẽ chóng váng vì đòn đánh vừa rồi Nên tôi hoa mắt chăng Gần trăm gã chớp thời cơ cầm gậy gọc chai bia lao tới đánh túi bụi vào đầu Vào khắp mình mày của tôi đau ê ẩm Đánh ngã hết lớp này Đến lớp khác lại nhào lên Quần cuộn như cơn sóng dữ Đúng lúc không có chống đỡ nổi nữa Thì một bóng người cao lớn xuất hiện chắn trước mắt tùng nắm đấm thép Một cước liên hoàn về phía bọn người cầm gậy cọc ức hiếp một mình tôi chỉ trong chớp mắt đã quật ngã mấy chục người đánh cho gãy răng hộc máu miệng không có chút nương tay. hộ không sao chứ? Cái xe quá tôi tính chết. Gã chọc vừa đấm vừa quay đầu nhìn tôi phân trần. <laughs> Được rồi cậu sao? Tôi chưa có chết. Gã chọc nhìn thấy máu không ngừng rỉ ra từ những vết thương trên da thịt tôi đột nhiên phát cuồng. Đăng đang sát khí gầm lên hỏi bọn người trong quán giờ tụi mày muốn tao đấm cho từng thằng một hay muốn gãy răng cùng một lúc muốn gì lên hết đi nhìn tướng ta gã chọc to như ông hộ pháp mặt mũi băm trợn vặn khớp ngón tay răng rắc răng rắc thằng nào cũng mặt tái xanh trong đám đồng có một thằng la lên sợ gì chai bia chai rượu đâu ném chất bà nó đi trong tích tắc bọn chúng gieo hò ném hàng trăm chai thủy tinh bay tới tấp về phía gã chọc gã vùng nắm đấm tứ phía, đập những chai bia bang bang, vỡ ở trên bầu không trung. Nhưng chai lọ nhiều quá, đấm không có xề, bay tới đập chúng vào người gã nổ tung ra. Những mảnh vỡ ghim vào trong da thịt, rượu vang chảy đổ ướt đẫm, hòa cùng với máu tươi chảy lành đắng. Gã cứ đứng yên như thế cho đến khi cơn mưa chai thủy tinh dừng lại và khuôn mặt của bọn người kia vẫn đang hả hề, cười nhạt, hét lớn. Tao là tao! Dứt lời liền như con kinh công hùng hổ nhào tới Khiến cho đám người la ó Dẫm đạp lên nhau bỏ chạy Kêu hết thảm thiết Khung cảnh hỗn loạn Có những tên ở gần cửa Chạy không có may mắn Nhưng có những tên chạy thoát được Tên nào chạy chậm một chút Thì bị gã chọc bắt được Lập tức ăn đòn ngay một đấm Không có ôm miệng máu nhặt răng Thì cũng xoay vòng vòng ngất xỉu dưới đất Cú đấm của gã bằng cú đấm của một trăm người cộng lại, đảm bảo ăn một lần nhớ cả đời. Tôi không muốn ở lâu sinh thêm chuyện phiền phức. Gã chọc, phá tàn tành thế này, gom hết tiền tôi xăm từ hôm đó đến bây giờ cũng không đủ tiền cho người ta. Phải tranh thủ lúc này, rời đi trước khi cảnh sát đến. Tôi kéo Hồng Ngọc qua một bên, gọi lớn. Ông chọc, được rồi, đi thôi. Lại nghĩ đến thanh trà, tôi nhìn quanh quất gọi tên nó mấy lần, nhưng không có tiếng đáp trả lại. Quái lạ, con nhỏ điên này chết ở đâu không biết Thanh trà Thanh trà Chết ở đâu không biết Đồ điên buông tôi ra Buông tôi ra Có yên đi không Hay muốn tôi kể hết với cha mẹ cô Chuyện tối đây Hồng Ngọc vốn xuất thân trong gia đình nề nếp Dạy dỗ nghiêm khắc Có giáo dục Nên nghe tôi nhắc đến chuyện Sẽ nói hết với cha mẹ cô Cô ta cũng có chút e dè Không có dám ồn ào vùng vẫy nữa Biết vậy Đem phụ huynh ra dọa từ đầu phải tốt không? đã không có chuyện cao cắn cấu xé đến nắp bấy cả mình mẩy tôi thế này. đúng lúc này từ trong cánh vải nghe ầm ầm một tiếng. tiếp theo là mấy tên mặc động vật đen của quán ba bị đá văng ra bên ngoài, ôm đầu kêu đảo oải oái. tôi nghe giọng quen vặn ra. người đâu nói mau. con nhỏ điên đúng lúc này thật là tàn nhẫn đánh đám người của quán bà mặt mũi sừng húp bầm dập hùng hổ bước ra ngạc nhiên nhìn quanh ơ ờ, ơ ờ, người đâu hết rồi cô đi đâu nãy giờ thanh trà không thèm chú ý đến tôi nhào tới chỗ hồng ngọc mừng vui như sắp khóc hồng ngọc đi đâu từ hôm đó đến giờ sao không về nhà biết tôi tìm bà khắp nơi khổ lắm không à đừng đừng qua đây xin bà đó đừng qua đây hồng ngọc thét lên thanh trà giữ người cười gượng hỏi cô bản thân. Sao vậy? Bà bị sao vậy? Không, không có chuyện gì hết. Bà, bà đừng có tới đây. Hồng Ngọc bất ngờ đẩy tôi ra, nhưng không may bị tôi níu lại được. Cô ta nhặt vỏ chai bia lên, hét vào mặt tôi. Tránh ra! Thấy cô ta kề chai bia vỡ, dọa sẽ đâm vào cổ. Tôi bất đắc dĩ phải buông tay ra, sợ trong lúc hoảng loạn, cô ta sẽ làm chuyện dại dột. Đi đi, Tôi không về đâu, tôi không về. Hồng Ngọc cứa mảnh chai sắc nhọn, cắt đứt một đường trên cổ, máu chảy dài xuống. Thanh trà không hiểu nổi cô bạn thân của mình đang bị cái gì. Tự nhiên, sao lại trở nên hung hăng đến như vậy? Nhưng con nhỏ vẫn dịu dàng, chấn an. Được rồi, được rồi, bình tĩnh. Tôi đi, tôi đi ngay. Nhưng ngay khi vừa xoay người đi, thanh trà như chợt nhận ra điều gì đó. Lại người thấy mùi vừa lạ vừa lan rộng trong không khí. Con nhỏ nhíu mày quay lại. Khoan đã, giọng của bà. Còn nữa, cái mùi này... Thanh trà khịt khịt cái mũi kêu lên. <laughs> giọng của bà đâu có thế này, mùi cũng không phải mùi người. Đừng nói với tôi, bà nuôi hồ ly nha. Hồ ly sao? Thảo nào mà tôi thấy hắc khí quẩn quẩn, lại còn thấy mấy cái lông đuôi. Vậy là đâu có phải ảo ảnh. Hồng Ngọc buông thõng chai bia rơi xuống đất, vỡ tàn tành, quỳ xuống trước mặt thanh trà khóc giống cả lên tôi tôi hết cách rồi chỉ có cách này mới lấy lại được giọng hát thôi tôi hết cách thật rồi hồng ngọc nước mắt chảy dài trên má thanh trà tức tối có cái nắm đấm hỏi đúng là cặn bã cầm thú mà thằng nào là chủ con man nơi này ra đây nuôi hồ ly có hậu quả gì nghiêm trọng không sao thanh trà nghe thấy cô bạn thân hiến thân mình cho hồ ly lại nổi giận đùng đùng đến như vậy Hồng Ngọc trông có vẻ rất hối hận Nhưng dường như không thể quay đầu được nữa rồi Rốt cuộc thì nuôi Hồ Ly Có hệ quả như thế nào Tôi là chủ quán đây Có chuyện gì cần tìm tôi sao Nhìn về phía phát ra tiếng nói Tôi thấy một gã đàn ông Bị thịt mập mạp bước vào Đầu cạo trọc lóc, mặt thịt tròn đầy Trên trán có một vết sẹo dài qua mắt Kéo sâu xuống gỏ má cháy giống như vết rào chém trong vô cùng hung ác. đằng sau còn có một đám đàn em mặc đồng phục đen đi theo. tôi đặc biệt chú ý đến một tên thấp bé nhất hội đứng kề cạnh gã bị thịt. tên này mặc áo tròn đen, có mũ trùm kín đầu, cúi gằm mặt từ đầu đến cuối cổng có lên tiếng cứ đứng chờ ra như khúc gỗ. gã bị thịt nhìn lướt qua mấy người bọn tôi nhếch mép cất giọng mắng mò chửi rủa. <laughs> Tưởng tay to mặt bự nào đến phá chỗ làm ăn của tao. Hóa ra chỉ có mấy đứa còn nít danh Vậy mà chúng mày Cả lũ chúng mày không xử lý được sao Phải gọi đích thần tờ tới đây Đúng là lũ cho chết Nổi tốn cơm. Tôi biết thằng này Hồi trước Dân trong này Gọi là ma bư Cũng là dân trong hồ tứ thiệt Đặt đầu mất tầm mấy lâu, Không ngờ là chú con bà Thằng này không dễ chơi đâu Gã chọc Bích cùi trò nói nhỏ với tôi Tôi còn chưa kịp phản ứng Thì thanh trà đã cao giọng đáp trả. À Hóa ra, ông mập này là chủ ở đây. Gớm, ăn to nói lớn, khí khái thế mà ép một đứa con gái biến thân thành hồ ly. Làm ác, không sợ gặp quả báo hả ông già? Này, cái con nhỏ sắc sược kia, ăn bậy được chứ đừng có nói vậy. Nói thì cẩn thận, ông bẻ răng bây giờ. Đứa nào tìm tới đây cũng đều nguyện ý ký kết giao ước với hồ cô. Còn bé đằng đó cũng vậy, nó muốn có giọng hát hay, tự mình ký vào khế ước chưa ông đây ép uổng ai bao giờ mà chúng mày đến đây làm loạn hả gã bị thịt chỉ và hồng ngọc đang ngồi ủ rũ trên sàn như thể tự làm tự chịu chưa trách ai hồ ly nuôi bằng máu người từ ba đuôi luyện yêu xúc đến chín đuôi phải mất bao nhiêu mọi người cho nó người nào ký kết khế ước rồi cả đời phải làm nô lệ bị giảng buộc suốt đời suốt kiếp yêu hồ phải tìm đàn ông quyến dụ để yêu hồ hút lấy máu thịt luyện yêu đan chống lại bị yêu hồ nuốt chừng như thế khác gì chết ông nói người tìm đến đây đều nguyện ý ký vào khế ước vậy ông có dám thề là đã nói trước với bọn họ về những ràng buộc với yêu hồ và những chuyện họ phải làm không ai quan tâm con nhỏ đó muốn có giọng hát hay chẳng phải hồ tiên cô đã cho nó được như ý rồi hay sao được rồi thì phải trả giá... ai cho ai không cái gì Gã bị thịt nói cái giọng mỉa mai Hơ Cứ khoái chí đi Rồi có ngày lũ yêu xúc Sẽ gọi con cháu nó tới Đào mộ tổ tiên ba đời nhà ông lên Hè nhau đái lên sừng cốt cụ tổ nhà ông Để xem đến lúc đó còn vui sướng được nữa không Thứ yêu xúc chứ tiền với cô cái gì Có mà hồ tiên cô Cái cốc khổ ấy Hồng ngập đã hiến thần cho hồ tiên cô Thảo nào mà thân thể tắt ra miệng lực Hút hồn Chỉ mong cô ta trong năm ngày ngắn ngủi chưa làm hại đến ai bằng không thật khó có lòng quay đầu. Đã hại người thì dù cho có cố ý, vô tình, bị lừa hay bị ép buộc đều phải trả giá bằng mạng sống, nghiệp chướng khó có thể tránh khỏi. Dám tới phá chỗ làm ăn của tao, không biết sống chết. Tụi bay đâu? Đánh chết mẹ hai thằng chó đó cho tao. Còn con nhỏ này, đường cong nóng bỏng, cái miệng cay như ớt hiểm. Ngon, vừa miệng của tao lắm, bắt sống cho tao gã hít mắt nhìn thanh trà cười cả ốp đám chân tay lao lên thủ pháp nhanh nhẹn không giống như những gã ăn chơi chấp tán khi nãy hùa vào cùng với đám vệ sĩ ăn lương công ty tay chân nóng ngà nóng ngóng võ vẽ chả ra làm sao bọn côn đồ trước mắt bập trợn hung áp còn được trang bị vũ khí tôi túm lưng áo thanh trà kéo lùi về sau một chút gã chọc tiền phòng lao lên túm cổ một tên đấm mạnh đến nỗi cả khuôn mặt tên này lõm xuống mũi và răng cửa đều gãy Mẫu mè bề bếp cả mặt đau đớn ngã vật ra đất không có kịp hét đầy một tiếng nào Tùy cách giả tay khá tàn nhẫn nhưng đều là dân giang hồ gã chọc biết xử lý thế nào để không quá mạnh tay giết người nhưng đồng thời cũng phải khiến cho kẻ nào xui xẻo ăn trọn cú đấm của gã phải sống dở chết dở không còn sức vùng dậy đánh thêm nằm yên một chỗ dưỡng thương vài tháng đến một năm thì mới hả dạ tên kia vừa ngã xuống tên khắc lập tức lao tới gã chọc thúc đầu gối lên, giật lấy hai con dao trong tay cái tên đang gò cứng bụng ứ hự kêu đau đó, chém tới hai tên phía sau. Dao cứ một đường dài sắt ngọt, từ miệng vết thương sâu hoắm hoắm, máu tuôn ra đầm đìa. Chưa đầy một phút, quá nửa đã ê ẩm, rên xiết, bỏ lăn bò càng, lê lết trên sàn nhà đầy máu tanh. Nhưng bọn côn đồ còn lại vẫn ồ ạt tấn công mà không sợ chết, giống như một đũ thiêu thần vậy. Toàn thân gã chọc nhúm đầy máu tươi, toát ra sát khí ghê người đòn ra nhanh như chớp còn dao chém dừa cứ phải phầy chặt tới mặt mũi gã hung thần lạnh tanh tối sầm không một chút gợn phần vân hoàn toàn bộc lộ giã tính bên trong ánh mắt hoàng dại nhìn vào đám người giống như loài giã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi vậy sát khí cuồn cuộn khiến đám côn đồ giờ đây chỉ còn lại một phần không có dám tiến lên nữa gã chọc bước tới cả đám liền kéo nhau lùi lại đứng bao bọc xung quanh bảo vệ cái gã bị thịt gã chọc đột nhiên cười vang lên vang vọng cả không gian hình hộp kín như bừng vùng cào hai tay rơi con dao lên đám chân tay còn lại đều dùng mình sợ hãi quẳng hết vũ khí bỏ chạy không dám quay đầu <laughs> thật sang quái tôi ngay theo cậu mới được đánh đá tay thế này cứ được đấm mấy thằng này hoài hoài tôi vui lắm gã chọc bồ hôi chảy đầm đìa nhìn tôi cười vui vẻ ê cũng đúng Hồi ông đi theo ông nội có tiếng tầm, làm gì có ai dám hó hé gì đâu. Còn tôi thì vô danh tiểu tốt, suốt ngày chọc vào ổ kiến lửa, nên phiền phức cứ tìm tới. Ông ta tha hồ vận động chân tay. Tôi nói... Này, nhẹ nhẹ cái tay thôi, chết người đó. Không ngờ gã chọc lại thật thà, gật đầu lia lịa. <laughs> được, được. Thôi đi cùng ông cậu, chẳng được đang đấm gì, chán chết. Đi với cậu. Như thế này mới đã chứ Thanh trà che miệng cười Hùa theo <cười> Cũng đúng Nói gì thì nói So với thành cha lùn chết nhát kia Thì ông chọc được nhờ hơn hẳn Này Nói vậy cũng không phải Mỗi người một việc Ai mạnh thì dùng hey. Tôi hất hàm về phía gã thịt Bị động chạm Gã bừng bừng cơn tức Nói vậy cũng không phải Mỗi người một việc Ai mạnh thì dùng chân tay đánh đấm. Ai khôn thì dùng cái đầu nghĩ kế để câu kéo khách. Còn như vừa cay nóng thì xài không có vô. Chỉ tổ ngon miệng mấy thằng cha vừa già vừa mập như thế kia thôi. Tôi hết hàm về phía gã bị thịt. Bị động chạm, gã bừng bừng cơn tức giả lệnh. Đầu bạc, bay lên đi. Đúng là cái nũ, nuôi chết công mà. Đầu bạc, gã bị thịt rứt đời, tên mặc áo tròn đen có mũ trùm kín. Bây giờ tôi để ý mới lao lên khi này nghe lệnh chút bỏ cái lớp áo tròn xuống để lộ ra mái tóc bạc trắng viên mắt đỏ quạch như đánh phấn hát bội vậy và khuôn mặt như diều hầu hung ác tuy không có cao bằng gã chọc nhưng cơ bắp thì nở năng như cái bánh phồng tôm đối mặt với gã chọc đầu bạc cười nhàn nhạt rút ra hai con dao gầm đèn giọng ái ái hỏi cháu nội của dòng họ võ tướng quan vân ông biết ông nội tôi gã chọc vứt hai con dao phay chém dưa hấu đi lấy dao của mình ra một chút đầu bạc vừa dứt lời nhanh như chớp lao tới phút chốc đã mặt đối mặt vùng hai con dao lên đâm thẳng xuống yết hầu của gã chọc gã bật người về phía sau vừa né vừa nhân cơ hội phản đòn chém mạnh vào đầu của tên tóc bạc nhưng đã bị tên này kịp lúc đưa hai con dao dâng lên đầu để chống đỡ cả hai tới tấp ra đòn nhưng đòn nào đòn ấy cũng vô cùng hung hiểm. Cả hai cũng đều tránh được, ngang tài ngang sức, đánh hơn 10 phút, vẫn không phần thắng bại. Lúc này, cả tên đầu bạc và gã chọc đều lui về thờ hồng học. Cũng nhận lúc này đánh giá đối thủ và tìm cách dứt điểm. Gã bị thịt sốt ruột măng. Mày sao vậy? Đánh đến giờ rồi, mà thằng chọc nó vẫn chưa chờ, sao? Từ lúc vào đến đây, gã chọc đấu tới hiệp này đã là hiệp thứ ba. Hiệp đầu tiên với hơn trăm người từ bảo vệ, nhân viên đến bọn xài rửa hùa theo ăn hôi. Rồi thì cả nhóm côn đồ, mấy chục người giao búa đủ cả. Vậy mà đánh nhau hơn chục phút, tên đầu bạc vẫn chưa thể dứt điểm. Chứng tỏ khả năng của hắn không đủ để đọ sức, hạ gục gã chọc. Nếu còn đánh nữa thì gã chọc đánh bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thằng cha bị thịt kêu gào mắng trời hơn nữa cũng chỉ thế mà thôi. Kết cục cũng đã được định sẵn. Nhưng điều bất ngờ nhất là khi tên đầu bạc bị xúc phạm một hồi, không nhịn được nữa, thì đã thỉnh lình quay ngoắc lại, vung dao lên, chỉ kịp nghe tiếng kim loại xẹt ngang trong không khí, gãy gọn, rực khoát. Xoạt một tiếng, máu đã phùn trào từ cổ của gã bị thịt, lênh láng chảy dài xuống ngực. Ngay cả gã ta cũng không ngờ tên đầu bạc sẽ ra tay với chính mình. Gã ôm chặt lấy cái cần cổ, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra qua kẽ tay, ẩn ẩn chỉ tay vào tên đầu bạc trợn trắng mắt mà không nói được một tiếng nào vì con dao đã cắt ngang khí quản của ông ta dầm một tiếng phản thịt nặng hơn trăm ký vừa oang oang chửi rủa giờ đây đã đổ ngã xuống đất chết không nhắm mắt diễn biến xảy ra quá nhanh khiến mọi người chúng tôi đều không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra sao cả chủ của mình mà hắn cũng thẳng tay giết chết như vậy chứ là lệnh tiên cô không cần phải hoảng sợ mau xử lý thi thể đi tên đầu bạc quay lại nói với một nhóm người mặc áo tròn đen giống hắn ta đang đứng phía sau. Đám người vừa rồi vẫn còn há hốc, bộ dạng kích động, nghe mấy lời này thì trầm mặt trở lại, xoay quanh sát chết, dầm dầm đập gì đó. Đưa tay lên ngang ngực, động tác kết ấn chú vô cùng kỳ lạ. Vài phút sau thì tên đầu bạc đột nhiên biến thành một con hổ ly có ba cái đuôi. Từ trên người toát ra hắc khí vô cùng khủng khiếp, há to cái miệng, nốt chừng cả cái xác hơn trăm kg lồ. Như một con chăn Nốt gọn lấy con mồi khổng lồ Chỉ chưa đầy 5 phút sau Nốt xong lại trở về hình dạng của con người Như chưa có chuyện gì xảy ra Đây Là thứ được gọi hồ tin cô Mà Hồng Ngọc đang vướng vào hay sao Thật kinh khủng Tên đầu bạc xử lý xong xuôi gã bị thịt thì quay sang Nhìn xoáy sâu vào tôi nói Nếu thắng được ta Ta sẽ đưa gặp ngài Ngài Yến ta là gì muốn đưa tôi đi gặp ai gã chọc vẫn đang trong cơn say máu nắm chắc con dao ngồi xổm xuống nắp đưa người đồng đưa giống như con bọ ngựa đang thi triển đường lang quyền sẵn sàng lao tới cắt ngang con mồi bằng cặp càng sắc bén trầm giọng lấy đề tên đầu bạc cũng tập trung toàn bộ khí lực toàn thân phát ra khí tức mãnh liệt hai con dao gầm trong tay lóe sáng những tia sáng lạnh lẽo phản chiếu lại ánh đèn đắp lóa trong quán bà trong mắt của thắn cuồn cuộn đỏ lên sắc huyết của yêu tộc. Tích tắc trong vài giây đồng hồ, cả hai đã rời khỏi vị trí đứng, bắn về phía nhau như mũi tên bừng bừng sát khí. Nhưng gã chọc nhanh hơn một chút, kịp ngả người về sau tránh né khi con rào, còn cách yết hầu chỉ vài phân. Sau đó, lấy đà bật lên, chém hai nhát dao vào bụng tên đầu bạc, khiến tên này chóng váng mất đà. Gã chọc nhân lúc thắng thế, bồi thêm mấy cú đấm vào vết thương đang chảy máu. Rồi đặt thêm một cú nữa khiến tên này tránh choáng mất đà gã chọc nhân lúc thắng thế bồi thêm mấy cú đâm vào vết dao đang chảy máu tên đầu bạc yếu ớt chống trả ôm lấy cái bụng đứng lên ngay lập tức nhưng không ngờ chỉ trong vòng vài giây đã ngã ra dao của gã chọc đã kề ngang cổ họng nhảnh nhảnh quá tên đầu bạc sững sờ vứt con dao găm chịu thua rồi lại nhìn tôi nói ngài có lệnh chỉ cần đánh thắng sẽ dẫn cậu gặp ngài. Ngài này, tôi có biết không? Gặp thì biết, chỉ cậu, người các công cần. Gã chọc cứa mạnh con dao lớn tiếng. Ông cứ thích đi đấy, thì sao? Ngài của mày là thằng nào? Lại sợ gặp ông hay sao? Ông biết chúng mày sẽ làm gì câu hồ chứ? Nhìn vệt máu trải dài và nét mập lạnh tanh, thậm chí có nét cười tinh quái của tên đầu bạc. Không hiểu tại sao Tôi lại thấy tò mò, muốn xem ngày mà hắn ta nói là ai. Biết đâu đêm lần này về sẽ có manh mối để giải thoát cho Hồng Ngọc và phá tan cái động hồ ly, giả tiên, giả thần, giả thánh này để chúng nó không có hại người được nữa. Nghĩ vậy tôi mới bảo. Ông chọc, ông đưa thanh trào với Hồng Ngọc về trước. Yên tâm, tôi tự lo được. Gã chọc muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ nói Cẩn thận! Thanh trà vỗ vỗ vai tôi Ra chiều lo lắng Thì thầm nói nhỏ Coi chừng bị thịt đấy Thịt tiểu hổ Chắc đám hồ ly khoái lắm Hồng Ngọc cũng không làm loạn nữa Ngoan ngoãn theo sau thanh trà Và gã chập ra khỏi quán bà Tên đầu bạc cũng ra hiệu tôi ra ngoài Sẽ tới Mời Tôi bước ra khỏi đầu tiên Đến tên mặc đồ đen Gã đồ bạc Nhóm người mặc áo choàng đi phía sau quấy ra tới sảnh chờ bên ngoài đã thấy một chiếc ô tô màu đen chờ sẵn. Lên thôi. Tên đầu bạc mở cửa xe gọi tôi. Nhưng đi đâu mới được? Tôi nghi hoặc, nhưng hắn ta chẳng những không nói sẽ đưa tôi đi đâu, còn đẩy tôi vào xe, dùng vải đen bịt kín mắt. Bọn người này kỳ quái, rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu? Xe lăn bánh trên con đường dài, không rõ là đi đâu. Hơn hai tiếng đồng hồ sau mới dừng hẳn, có mấy người kéo tôi xuống xe, vải đen vẫn chưa cho tháo. Cứ thế dịu đỡ tôi đi trên sỏi đá dưới chân, cảm giác địa hình không có bằng phẳng, có khả năng đã leo lên trên dốc núi. Đi thêm một đoạn thì bị đẩy vào trong một căn phòng. Tôi biết vì đằng sau lưng nghe tiếng đóng cửa sầm lại. Lúc này không còn cảm giác được nhìn xung quanh, cứ như đang đứng chân vênh ở một vùng tối tăm sâu thẳm, gọi mãi không có ai nghe. Tên đồ bạc hay bất kỳ ai cũng không lên tiếng. Tiếng gọi vọng vào trong như hư vô Vỡ tồn ra thành vô số Rồi lại vọng lại đáp trả Có lẽ bọn họ đều đã bỏ đi rồi Tôi tháo tấm vải đèn xuống chớp mắt mấy cái nhìn xung quanh Ánh sáng mở ảo soi dọn những bức tranh kỳ lạ Treo khắp bức tường Trong căn phòng tường đối lớn Đến gần nhìn kỹ hơn Thì hóa ra không phải là tranh Mà là các hình mẫu của thuật xăm sinh tử Cờ số mẫu trong đó Tôi đã thực hành rất nhiều từ khi còn nhỏ Vừa nhìn liền nhận ra ngay này là nơi quái quỷ nào vậy? Ngài là ai? Có phải cũng là một hậu duệ của thuật xăm sinh tử hay không? Sao lại muốn gặp tôi? Tới đây nào! Một giọng nói thỉnh lình vang lên làm tôi giật mình hoảng sợ. Nhìn quanh khắp bốn bề yên tĩnh, về phía sau hun hút ở đầu bên kia căn phòng. Từng bước một thận trọng, tiến về phía phát ra tiếng nói, tôi hỏi lớn. Ai đó, ở điểm cuối, tôi nhắm mắt thấy một lòng tọa kỵ, dáng ghế ngồi, hình rồng bay lượn, người đang ngồi mặc áo choàng đen, mặt đeo mặt nạ xương che kín đầu, chỉ có thể nhận ra là đàn ông, còn mặt mũi không thể trông thấy. Điều làm tôi chú ý hơn là long tọa kỵ mà người kia đang ngồi, không giống với lòng ngài của vua, chạm khắc rồng vàng uy dũng, mà rồng đen trông vô cùng hung ác. Người này thật ra là ai? Ra vẻ thần bí để làm cái gì? có khí phách can đảm xứng đáng là con trai của ta người đàn ông mặc áo chẳng đèn cười to sảng khoái con trai của ta không thể thế được tôi lớn tiếng hỏi ông là ai ai là con của ông lúc này người kia mới cởi bỏ mặt nạ xuất hiện trước mắt tôi là một khuôn mặt vô cùng thân quen chính là khuôn mặt tôi đã nhìn thấy hàng vạn hàng ngàn lần trong bức ảnh nhào nát dán ở dưới nắp hộp đựng kim xăm của tôi. Khuôn mặt người cha mà tôi ghi nhớ từng đường từng nét. Người này đúng là cha của tôi. Thế nào? Có nhận ra cha hay không? Tôi đứng chờ ra như võng, hai vai run lên, trong mắt đỏ hoe nhưng cố gắng kìm mình lại để không khóc, không muốn để người trước mặt thấy tôi yếu đuối. Tôi muốn chạy lại gần, hỏi người đàn ông ấy một tiếng, gọi một tiếng cha, muốn hỏi sao ngấy vì sao lại bỏ tôi đi suốt gần ấy năm trời. Suốt những năm tháng qua Có chuyện gì đã xảy ra Còn mẹ tôi đâu Hai người đã ở đâu đến tận giờ này mới quay về tìm tôi Muốn hỏi nhiều lắm Nhưng tôi không dám Không dám làm gì Cũng không dám hỏi bất cứ điều gì Vì trong đầu tôi vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của ông nội Gặp cha mẹ Lập tức tìm cách thiêu cháy ra trò Cả thiên chủ và lão trần mồ Cũng nói với tôi như thế Thì hẳn phải có nguyên do <laughs> Thấy tôi cứ đứng chờ ra không nhúc nhích người kia lại đeo mặt nạ vào chắc chắn là mấy lão già đó đã nói gì với con phải không nói những gì nói chả nghe xem nghe giọng có vẻ hằn học tôi nhớ mày có chút không vừa ý trong lòng không khỏi tự hỏi sao lại gọi cha mình là lão già giữa cha và ông nội đã xảy ra chuyện gì nhưng dẫu có thế nào đi chăng nữa thì cha cũng không nên vô lễ với ông nội như vậy mới phải chứ còn không nói Cha cũng thừa biết Lão ấy bảo còn gặp cha, mẹ Thì phải giết chết, thiểu cháy ra trò Đúng chứ Tôi có hơi sốc Giống như nội tâm bị nhìn thấu Nhìn ra cha tôi đã biết trước chuyện này Giờ tôi có muốn nói Hay muốn ra tay cũng rất khó Cha tôi chắc chắn có phòng bị từ trước Khi gặp tôi Nhưng rốt cuộc thì cha mẹ tôi đã phạm phải Kết tội lỗi tày đình gì Mà buộc tôi là con phải mang tội bất hiếu tự tay giết chết rồi còn phải thiêu xác cha mẹ mình ra cho. Nghĩ đến đây thôi, đã thấy đau đớn đến tổ cùng. Bảo tôi làm sao mà ra tay được. Ông nội... Tôi mở miệng, tính tìm lời lẽ phần trần. Nhưng mở miệng rồi, không biết phải nói gì. Nên, lại thôi. Bởi tôi cũng không có gặp được ông nội để hỏi cho rõ sự tình là gì. Vì sao phải làm thế với cha mẹ mà chỉ nhận được lệnh của ông qua di thư sự tình chưa rõ, thì giờ phút này đi gặp lại người cha cương ngỡ đã chết trong cảnh quá bất ngờ này. Tôi mở miệng tính tìm lời lẽ phân trần, nhưng mở miệng rồi không biết phải nói gì nên lại tôi. Bởi tôi cũng không gặp được ông nội để hỏi cho rõ sự tình là gì. Vì sao phải làm thế với cha mẹ mà chỉ nhận được lệnh của ông qua di thư? Sự tình chưa rõ, thì giờ phút này đây gặp lại người cha cương ngỡ đã chết trong tình cảnh quá bất ngờ. Tôi còn chưa biết phải ứng phó ra sao. Bạn thân của ông nội thì hỏi tới ai cũng đều lắc đầu. Bảo tôi cứ theo lời của ông nội dặn mà làm nên tôi cũng bối rối không biết phải phân trần với cha làm sao. Ông nội nào? Còn nghe rõ? Ồ, lão giả ấy không phải ông nội con. Người đàn ông nhìn xoáy sâu vào trong mắt của tôi, nói rõ ràng từng chữ từng chữ, nhưng tôi vẫn tự hỏi mình có nghe nhầm hay không. Giữa cả hai, nếu có xích mích gì, thì cũng có thể từ từ giải quyết mà. Sao lại đến nỗi cha con không nhận nhau thế này? Mấy mười năm, từ ngày tôi sinh ra đến tận bây giờ, hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn gì, mà cha đòi giết chết con, còn con thì nói lão giả ấy không phải cha mình. Không nhịn được nữa, tôi hỏi. Cha và ông nội, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại hận thù nhau đến như vậy? Còn trò là cha hận lão ấy, nên mới nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo hay sao? Thế thì còn lầm rồi. Cha nhắc lại một lần nữa, lão ta không phải ông nội con, đó là sự thật. Còn đã nghe rõ chưa? Cha nói, lão cửu có phải ông nội con, vậy tại sao vất vả nuôi dạy con mấy mươi năm? Còn cha mẹ ở đâu không thấy Tôi nhìn người trước mặt nghi hoặc, cố dò rót, đoán xem lời ông ta nói có mấy phần là sự thật. Người kia thở dài. <laughs> Chuyện phải kể từ cái nhà lão cũ vào nguyên nhân sâu xa, tô hình xăm, ấm tướng. Dòng họ đường xuất thân từ lão cũ là một dòng họ vang danh nhờ lĩnh vực của thuật xăm sinh tử ngàn năm truyền lại một trong những hình xăm âm dương đưa dòng họ lên chính là âm tướng dẫn đầu âm binh tướng ma ẩn chứa một bí mật rất lớn hình xăm này chỉ có truyền cho dòng họ đường mới chỉ được chỉ dạy nghiêm cấm không được để lộ ra cho người ngoài được học tuy đều cùng dòng dõi họ đường có quan hệ huyết thống nhất định nhưng lão cử sớm đã lì tán khỏi gia đình không còn là người thừa kế chính thống của đường gia đó là lý do vì sao Lão cửu không được chỉ dạy hình xăm âm tướng Cũng không phải ông nội của tôi Hình xăm âm tướng Ẩn chứa bí mật về cuộc sống vĩnh hằng Ai trên đời mà không muốn có được một cuộc đời bất tử cơ chứ Chỉ có được bí mật này Vô số người đã tìm đủ cách thức Từ dụ dỗ đến tra tấn Thậm chí là chém giết Tàn sát đường ra chúng ta Hồng đạt được bí thuật trường sinh Dần ra rồi Họ đường chẳng còn mấy ai những chỉ họ lớn đều bị triệt tiêu hết. Hơn 20 năm trước, khi đường ra chỉ còn lại duy nhất nhà chúng tôi, vào cái đêm mà tôi được sinh ra, thật không ngờ. Phòng được người ngoài lại chẳng thể phòng được kẻ thù trong trung huyết thống. Đêm đó, lão cửu đã dẫn đầu một đám người đến đe dọa, buộc cha mẹ của tôi phải giao ra kỹ thuật xăm âm dương âm tướng. Trà về những mạng người của dòng họ đường đã ngã xuống và tự hứa với lòng mình, tha chết cũng phải ngẩng cao đầu còn hơn sống nhục để rồi không dám đi gặp mặt tổ tiên ở dưới suối vàng. Nhưng lão ta đã đem tôi ra để uy hiếp cha mẹ. Thứ lỗi cho cha. Phải nghiến rằng nghiến lợi quyết định bỏ con lại. Ôm theo mẹ đang bị thương bỏ chạy thoát thân. Nhưng đau đớn thay, Mẹ con mất máu quá nhiều không thể qua khỏi. Nên giữa đường đã chết trên tay cha. Đêm ấy là một đêm mưa tầm tã cả đời này cha cũng không quên về sau lão ấy bịa chuyện đi nói khắp nơi là cha có một hình xăm rất ác hoàn toàn bị hình xăm điều khiển nên mất hết nhân tính giờ không còn là người ai gặp nhất định phải giết giết rồi còn phải tiêu cháy ra cho thật độc ác cũng vì vậy mà suốt mấy mươi năm qua cha bị đám người tìm kiếm hình xăm âm tướng lùng sục khắp mọi ngõ ngách truy cùng giết tận phải lần trốn khắp nơi không thể tìm gặp con thế mới nói lão giả ấy chẳng những không phải ông nội con còn là kẻ thù của đường gia kém hơn chúng ta cả về thân phận lẫn huyết thống chính tông chỉ là một kẻ ngoại tộc độc ác hèn bọn đáng khinh mà thôi chẳng qua lão muốn mượn dao giết người bộ tay con giết chết cha mẹ để con mang tội bất thiếu còn lão thì thoát khỏi mối nguy tiềm tàng một ngày nào đó cha chở mình được sẽ quay về tìm lão trả thù, còn giết chết cha mẹ, thể nào cũng gặp quả báo. Lão có yêu thương gì con đâu, hả? Bao nhiêu năm qua lão giữ lại con, nuôi con khôn lớn cũng chỉ vì làm mồi nhờ hữu. vì lão biết chỉ cần ngày nào đó có con bên cạnh thì cha mẹ sớm muộn cũng sẽ xuất đầu độ diện. Ngoài lão ta còn có đồng bọn của lão đều là những kẻ lòng lăng dạ sói bề ngoài đạo mạo, bên trong thêm khát cuộc sống bất tử vĩnh hằng. Đời đời kiếp kiếp, kẻ nào cũng muốn cướp đoạt hình xăm âm tướng. Để không bị đám người cặn bã, nó lừa dối, lợi dụng, con nhất định phải nhớ lời cha. Cẩn thận, không được tin tưởng vào bất kỳ ai. Để không xa chân vào cái bẫy, bọn người đó kỷ công răng rẫn, chỉ đợi con bước vào thủ độ. Nghe tới đây, toàn thân tôi suy si sụp, đại não chấn động ù ù bên tay. Người ông mà tôi hằng tôn kính, người đã khổ công nuôi dạy tôi hơn 20 năm qua, thậm chí vì tôi mà hy sinh mạng sống, lại không phải ông nội ruột của tôi, ngược lại còn là kẻ thù diệt tộc. Đối với tôi không độ trời chung. Điều tôi không thể chấp nhận, nhất là ông nội tôi. Sao? Lại là kẻ xấu xa đê tiện vô sỉ, có thể vì sự bất tử của bản thân mà làm ra những chuyện thương thiên hại lý đến như vậy. Không thể chấp nhận hơn nữa, là tôi rốt cuộc lại chỉ là con tốt trong ván cờ của ông từ đầu chí cuối nhưng tôi vẫn luôn mặc định trong tâm tưởng tôi không phải là đứa cháu trai mà ông nội hằng yêu thương tất thảy mọi sự trên đời sao rốt cuộc cũng chỉ là con mồi để dẫn dụ cha mẹ tôi ra mặt sau là con tốt thí để trao đổi bí mật trường sinh bất tử sau. tôi có nằm mơ nằm mơ cũng không ngờ được sự thật lại ra thế này một người là cha Suốt những năm tháng qua tôi chưa từng gặp mặt Một người là ông nội Đã nuôi dạy tôi suốt mấy mươi năm dòng rã Tôi nên tin ai đây Đầu óc của tôi quay cuồng choáng vắng Không Không thể nào Còn thả tin lão giả đó Không tin lời cho nói sao Người kia vỗ bàn Hất ghế đứng dậy Hét lên bức xúc Nếu những lời cha tôi nói là sự thật Thì sự thật này còn đau đớn Còn tàn nhẫn hơn là giết chết tôi nhất thời không thể chấp nhận. Tôi xoa xoa hai bên thái dương, đưa tay ra hiệu ngừng lại. Được rồi, xin lỗi, nhưng con không thể tin được ông nội là người như cha nói. Nếu ông nội là người như vậy thì đâu có lý gì, phải vì con mới hy sinh cả mạng sống. <laughs> Lão giả ấy chỉ dùng quỷ kế gãi bẫy loại thỏ non như con. Có gì khó, dễ như trở bàn tay. Con phải ghi nhớ Lão là người đã hại chết mẹ con Loại người nham hiểm đê hẻ như lão Thì có chuyện gì mà không làm ra được Ai biết được Lão đang bày bố mưu ma trước quỷ gì lừa con Bề ngoài là xả thân cứu mạng Nhưng thực chất Là đang gài con vào bẫy Để con hết lòng tin lão mà giết chết cha mẹ Con có biết Mấy mươi năm qua Lão đã khổ công bày bưu tính kế săn lùng cha thế nào không Có biết Cha nó lẩn trốn cực khổ ra sao không nếu cha mà không thông minh nhanh trí Thì sớm đã chết trong tay lão từ lâu rồi Đâu có đợi được tới ngày hôm nay gặp lại con Bao nhiêu năm Cha chịu nhục Tập hợp bình tướng Những tên mặc áo trọng đen Đều là binh tướng mà cha thu nhận Cha có giản nạn huấn luyện Dựa vào sức mạnh của Hồ Tiên Cô Làm cần câu kiếm tiền Chỉ cần có tiền Thì có thể có ngày gây dựng lại Thời hoàng kim của họ đường nhà chúng ta còn lão già ấy Nợ máu phải trả bằng máu Giết chết lão Và khôi phục lại đường ra vinh diệu Còn cũng phải đặt lên hàng đầu Cha nói sao Cha dạy thủ hạ cách nuôi dưỡng hồ ly ba đuôi Để kiếm tiền Khôi phục lại gia tộc Đúng vậy Tuy là bàng môn tả đạo Nhưng cha bị lão rột ép đến mức đường cùng Chỉ còn cách này mới có thể chờ mình Đường ra được khôi phục lọc quan trọng còn bọn người tham lam ấy chết đi trở thành gạch đót đường thì có xá gì chứ giờ cho con ta đoàn tụ con cũng phải giúp cha một tay sớm ngày hoàn thành đại nghiệp người kia hào hứng nói thào thào bất tuyệt <laughs> thực sự xin lỗi nhưng con không làm được vì khôi phục đường ra mà hại vô số người có khác nào vì mình hại người khi ấy đại nghiệp có hoàn thành vinh diệu có được thiết lập trở lại như xưa với con cũng không có ý nghĩa tôi dứt khoát cự tuyệt cha tôi vẫn muốn nói gì đó nhưng tôi đã đưa tay ra chặn lại lúc này đầu óc của tôi rất dối không nghĩ được gì cũng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ cha tôi nói hôm nay tới đầy đủ rồi con muốn về tiệm từ từ suy nghĩ được rồi con cứ về trước đi Nhớ suy nghĩ những gì cha đã nói Vì an toàn Lúc còn đến thế nào Giờ để thế ấy đi Tôi hiểu ý Bị kín mắt lại bằng tấm vải đen Như lúc mới vào Lúc này bên tai đột nhiên vang lên tiếng cha tôi hỏi Tôi này Ở quán bar có một lão già đã tới tỉnh con phải không Tôi sực nhớ Đến ông già Và lá cờ đen Giống như hình xăm trên mảnh da người Thầm thắc mắc không hiểu vì sao cha lại biết đến chuyện này, nhưng tôi không đáp. Còn chắc chắn đã thấy lão giả ấy, nhưng không biết lão ấy là ai đúng không? Cha lại tiếp tục hỏi, tôi biết ông giả đó là ông bành tổ chứ, cũng biết lá cờ màu đen đó là âm kỳ, hiệu triệu âm tướng mà. Nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra từ đêm qua tới giờ, những gì cha tôi nói trong vút chốc đã lật đổ hoàn toàn niềm tin của tôi trong suốt mấy mươi năm qua về ông nội và về tất cả mọi thứ. Hơn nữa, việc dùng hồ ly ba đuôi làm công cụ thu về siêu lợi nhuận với bất kỳ mục đích gì cũng là hại người. Mọi lý do đưa ra chỉ là biện minh cho việc làm vô nhân đạo khiến tôi hiện tại không có muốn vội vàng tiết lộ bất kỳ điều gì với người cha này. Chỉ muốn giữ thái độ tập trung nên tôi đáp nhanh. Lão già nào, con không gặp. Thật vậy sao? Thôi được rồi, con về đi cha sẽ liên lạc với con sau. Người kinh nghi hoặc nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với tôi. Chợt nhớ đến Hồng Ngọc, tôi lại hỏi. À, con còn có câu này muốn hỏi cha. Khế ước với Hồ Ly thì phải làm sao mới xóa bỏ được? Không làm gì được. Hoặc là tiếp tục dụ dỗ, dỗ đàn ông, hiến máu cho hộ tiền cô, hoặc chở chết. Thế thôi. Nghe giọng cha tôi nói về cái chết của người khác nhẹ như không, như thể chuyện chẳng liên quan đến mình, tôi không khỏi thở dài. Đây là loại tà thuật độc ác như thế nào chứ? Muốn sống tiếp chỉ còn cách tiếp tục hại người, thế khác nào đẩy người ta xuống vực sâu không có đáy đâu. cả đời không còn đường quay lại, chỉ có thể trở thành những thiệt nữ u hồn sống lẩn khuất giữa đời thường dụ dỗ tìm mất đàn ông, đem máu về cung hiến cho yêu hồ. Sau này đừng làm mấy chuyện ác đức thế nữa, nếu cha không dừng tay thì cha con ta không có cùng đường, không trùng chí hướng. Còn cũng không có lý do gì tới gặp cha nữa. Tôi lạnh lùng nói, giọng không giấu nổi thất vọng về người cha vừa bất ngờ gặp lại. Trong một sát nào nào đó, tôi thà rằng ông ta không xuất hiện, làm xáo trộn mọi thứ. Những gì ông ấy nói về ông nội, tôi chưa phân định được đúng sai. Nhưng những việc hại người mà ông ta làm thì tôi chắc chắn không thể chấp nhận. Cha tôi không có trả lời, nhưng cũng không đồng ý hay hứa hẹn gì với tôi. Chỉ nghe thấy tiếng chuông báo vừa vang lên bên tay, bên ngoài liền có người đẩy cửa bước vào. Mỗi người kè một bên dẫn tôi đi. Từng bước một trên con đường không có bằng phẳng, giống như lúc vào. Nhưng tôi không thể nhìn thấy được, nên cũng không biết chỗ này là chỗ nào. Chỉ có thể dựa vào luồng gió thổi, không khí thanh sạch, mát lành và tiếng côn trùng, ẩn minh, kêu giả dích trong đêm. Có tiếng như tiếng dế đêm Nghe thật dễ chịu Tôi đoán đây là một ngọn núi Đúng vậy Chỉ có núi thì mới có tiếng dế kêu Thanh thanh như thế này chưa Tôi gọi tên đầu bạc mấy lần Nhưng không nghe thấy hắn đáp trả Còn hỏi gì đi nữa Thì bọn ấy cũng giả cầm như hến vậy Không có trả lời tôi Lúc bước xuống xe mở khăn bịt mặt ra, tôi thấy mình đứng trước cửa tiệm xăm và tới cổng thấy tên quỷ lùn và gã chọc đang nôn nóng đi tới đi lui chờ đợi. cả thanh trà và hồng ngọc cũng đang ở bên trong. Ồ, về rồi? tên đầu bạc đưa người đi đâu vậy? gặp được ngài chưa? ngài là ai? có làm gì mấy người không? thanh trà hỏi tới thấp. tôi ngồi xuống nhấp một ngụm nước nhàn nhạt, nhạt đáp. cặp cha tôi. hả? Cái gì? Tên đầu bạc đó là cha mấy người hả? Con nhỏ tỏ ra kinh ngạc, nâng cầm tôi lên, quắc quà, quắc lại ngắm nghía Đôi lông mày tinh nghịch trâu lại, nhìn chán rồi lại buông ra nói một câu. Coi cũng giống lắm chứ đùa, đúng là cha con có khác, con trai xấu xí, y hệt cha. Con nhỏ điên này, tôi có nói là gặp cha tôi rồi, nhưng có phải nói đâu. Thật không biết các con nhỏ này cố ý hay đầu óc có vấn đề thật nữa chứ À vậy ý mấy người Ngài là cha của mấy người hả Tôi gật đầu Hình như là vậy Hình như là sao Sở dĩ tôi không chắc chắn Là vì thuật xâm sinh tử của đường gia chúng tôi Nói mạnh không phải đứng đầu Nhưng để vực dậy gia tộc Thì lý ra Nên lấy thế mạnh của mình ra mà phát huy Vì lý do gì Phải cống hiến cho lũ yêu hồ lại còn sưng tụng lũ yêu quái là hồ tiên cô còn một điều nữa chẳng phải lão chuẩn mồ đã nói cha mẹ tôi hiện tại đang ở trong quan tài trong núi hay sao sao giờ cha tôi lại thình lình xuất hiện có lý nào nơi tôi bị dẫn đến là núi sâu và cái gọi là quan tài chính là hình thế của ngọn núi cha tôi đã ẩn mình từ mấy mươi năm hẳn phải là nơi rất bí mật lần sau nhất định phải nghĩ cách nhìn cho rõ đó là đầu mới được Vậy thì dễ rồi. Thanh trả đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Dễ cái gì? Thì đưa Hồng Ngọc tới đó, kêu cha mấy người, phá bỏ khế ước của Hồ Ly là được chứ gì? Tôi cười như méo. Không có cách đâu. Tôi đã hỏi rồi. Cho tôi nói, hoặc là tiếp tục dụ dỗ đàn ông hiến máu nuôi Hồ Ly, hoặc là chờ chết. Hồng Ngọc vốn đã hối hận muốn quay đầu, Giờ nghe không có cách, liền buông thõng hai tay thở đẫn, mặt mày tái nhợt. Ánh mắt tuyệt vọng hiện rõ trên đôi mắt buồn sâu thăm thẳm. Gì chứ? Làm ra chuyện thất đức vậy mà coi được. Rồi giờ Hồng Ngọc phải làm sao đây? Cha cái gì? Đã ác ba thì có. Nếu cha con khó giải quyết thì chỉ dỗ đi. Bà đây tự tới đó, phá nát cái động hồ đi. Thơ, không còn hồ tin cô. Nào còn khế ước. Thanh trả lồng lộn, trời rùa sắn tay áo đòi tới tận nơi tính sổ. Mặc kệ là cha của ai đi chăng nữa, tôi mà dám cản dự thì cũng cho tôi biết tay. Hồng Ngọc thấy thế liền can. Thôi, nguy hiểm lắm. Bà đừng đi xin bà đó. Là tại tôi, tại tôi đồng ý, ký vào cái ước mà. Mẹ nói chứ, hồ tin cô cái cóc khô gì, nhảm nhí. Hồ ly ba đuôi, lại muốn thành tiên, nằm mơ đi. Còn khuya mới có ngày đó, để xem bà mẹ lợi hại hay là cái đám yêu hồ đó lợi hại. Nói rồi, vỗ vỗ vào tay Hồng Ngọc chấn nàn. Ba cái con hồ ly ba xu thì có cái gì mà nguy hiểm? Bà đừng có lo, cứ ở yên đợi tôi. Từ lúc đó tới giờ, thanh trà này nói được, làm được. Hồng Ngọc lắc đầu. Thì, thì đấy, con mèo kia. Con nhỏ hất hàm trịnh thượng hỏi tôi. Sao? Đám hồ ly đó ở đâu? Thấy tôi ngồi yên lặng, nó lại nhoi lên. Này, chỉ chỗ cha mấy người cho tôi Hay cha con muốn bao che cho nhau chuyện xấu hả Còn không mau nói Có tìm bà đấm cho không hả Trồm khăn Tối đen thui dẫn đi Có thấy đường giá chi đâu mà chỉ Còn đấm đá, chỉ tổ đau tay, mỏi chân thôi Cái gì Con trai đi gặp cha Mà còn cần bịt mắt sao Tưởng bà đây ngu hả Dứt lời, con nhỏ tung một cước Cũng mày, tôi đề phòng nên kịp né Đúng là bà chẳng mà. Thôi, thôi được rồi Anh Hổ đã nói không biết Bà cũng đừng làm khó cho người ta nữa Chắc cái số tôi nó vậy rồi Hồng Ngọc nắm lấy cánh tay của Thanh Trà can ngăn Số phận cái gì Có tôi ở đây Không có gì là không giải quyết được cả Thanh Trà quả quyết Trà Cảm ơn bà Hồng Ngọc ướt nước mắt cảm động Ôm chầm lấy cô bạn thân Ơn nghĩa gì không biết Được rồi đừng khóc có tôi ở đây Không phải lo Thanh trà vỗ vỗ lưng Hồng Ngọc, ánh mắt nhìn tôi, có gì đó rất kỳ quái. Còn nhỏ điền này, lại đang tính quỷ kế gì trong đầu rồi. Nè, lão già đó, chẳng phải là cho của anh sao? Chỉ cần bà đây, cho hết con trai của lão lại, làm con tim, thế nào, lão ấy cũng phải nghĩ cách cứu Hồng Ngọc. Thanh trà xoa tay đắc ý. Đúng là thiên sư tam kỳ, chỉ giỏi ba cái trò mèo. Yêu pháp không thể phá vỡ, vấn đề Nằm một con hồ ly ba đuôi Cô tìm ông ta có ích lợi gì Tôi nói Lúc này đột nhiên trước cửa một cơn gió quỷ dị Thổi thốc vào bên trong Một chiếc kiệu đỏ tươi Là... là bay tới Thanh trả mắng lớn Đúng là lũ yêu ma quỷ quái Chỉ giỏi bay trò làm màu Lần nào xuất hiện cũng tỏ ra thần thần bí bí Để bà đây xem Lại là yêu quái phương nào Hồng Ngọc bỗng kéo giật lấy tay áo thành trà run rẩy sợ hãi lắp bắp nói là 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 hộ tin cô tôi quên mất hôm nay vẫn chưa đưa người đến cung hiến máu cho cô ta vốn dĩ mấy gã đàn ông trong quán bar khi tối là miếng mồi ngon chuẩn bị vào miệng của hồ tiên cô chẳng ngờ tôi lại thình linh xuất hiện làm hư chuyện nên giờ đây hồng ngọc mới bị con yêu hồ tìm tới nếu trong vòng một ngày mà không cung hiến cho yêu hồ sẽ bị nó nuốt chửng giống như một cái gã bị thịt Khi đó nuốt chừng vậy Đó là giao ước Trước kiệu đỏ có một chiếc đèn lồng màu trắng Hình chiếc lá lắc lừ theo nhịp kiệu đung đưa Mù mịt gió thổi tới Chỉ thấy bóng dáng Bốn người đang khiêng kiệu Đi đầu có một tiểu yêu thấp bé Cầm đèn lồng dẫn đường Từ từ chậm chậm Tiến về phía chúng tôi Vâng thưa quý vị Chúng ta kết thúc tập 10 tại đây nhé ông nội thì nói à, phải giết chết cha mẹ thiêu ra cho cha thì nói ông nội không phải là ông nội à, càng lúc càng dẫn chúng ta đi lòng vòng không biết đâu mới là sự thật phải không quý vị nhưng mà chắc chắn chính thì luôn luôn là đúng phải không ạ à? một người đang làm chuyện ác sinh mạng của người khác không coi ra gì thì không thể nào lời của người ấy nói là sự thật đúng không huống chi cha của cậu hổ bây giờ đang nuôi hồ tinh cô tức là con hồ ly ba đuôi đấy ạ để hại người Thì ừ. thế ông cổ thì từ trước giờ ông luôn luôn cứu người thì vẫn chưa biết ai ai mới là sự thật ở trong câu chuyện này thì có lẽ chúng ta phải theo đến cuối thì mới biết được như thế nào cảm ơn quý vị đã theo dõi hết câu chuyện ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình ngày mai